Chào mừng các bạn đến nghe chuyện hay.com. Nếu thấy hay cho mình một đăng ký kênh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Naruto Luffy tung hoàng thiên hạ. Chương 1, đi tới Fusa thôn. Không muốn tin tưởng hắn, Naruto. Iruka bỗng nhiên nói, lần này Naruto ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không biết nên tin tưởng người nào tốt, dù sao hai cái đều là lão sư của hắn. Mà lúc này đây Mizuki nói, vậy hãy để cho ta cho ngươi biết chân tướng được rồi. Hỗn đản, không muốn nói, Iruka lo lắng nói, nếu như Mizuki đem món đó sự tình nói ra, vậy thì phiền toái. Nhưng Mizuki làm sao sẽ nghe đâu. Nói thẳng, 12 năm trước yêu hồ bị phong ấn về sau, trong thôn liền chế định một cái không ai có thể không tuân theo quy định. Thế nhưng chỉ có ngươi, Naruto tuyệt đối sẽ không biết đến quy định. Nghe Mizuki, Naruto ngây người nói, cái gì? Chỉ có ta, vì sao chỉ có ta không biết? Đó là dạng gì quy định? Mizuki thâm độc nói, cái kia quy định chính là, tuyệt đối không thể nhắc tới ngươi chính là cửu vĩ yêu hồ. Nói cách khác, ngươi chính là sát hại Iruka cha mẹ của đồng thời hủy diệt thôn chúng ta con kia cửu vĩ yêu hồ. Ngươi bị ngươi sùng bái nhất nhân phong ấn lực lượng, ngươi không kỳ quái vì sao là người bên trong chán ghét như vậy ngươi sao? Nhìn phẫn nộ Naruto, Mizuki vẫn tiếp tục nói, căn bản sẽ không có người tiếp nhận ngươi. Kỳ thực Iruka cũng vô cùng căm hận ngươi. Mizuki nói thời điểm cũng không biết, chính mình cách tử thần đã chỉ có khoảng cách nửa bước. Lúc đầu phẫn nộ Naruto đáp lời nói như vậy lập tức đình chỉ giống giận. Môi một khiếu nhìn Mizuki nói, thì ra là thế, vận mệnh của ta thật đúng là thật đáng buồn. Lại bị làng người bên trong trở thành yêu quái. Đã như vậy, vậy ta còn nỗ lực để bọn họ tán thành làm cái gì? Mizuki lão sư, vì cảm tạ ngươi. Ngươi liền trở thành thủ hạ ta người thứ nhất người chết đi. Nói trên người không ngừng toát ra màu đỏ chakra, hai mắt chậm rãi biến đỏ nói, 12 năm, ngươi nghĩ rằng ta chưa từng thấy qua cửu vĩ hồ sao? Ta chưa bao giờ hy vọng đạt được lực lượng của hắn, vì để cho các thôn dân tán thành ta, nếu bọn họ không muốn tán thành, vậy ta còn nỗ lực làm cái gì? Phía sau chậm rãi xuất hiện một cái, hai cái, ba cái. 9 cái đuôi toàn bộ xuất hiện. Naruto lập tức biến thành một con đại hồ ly. Lần nữa gặp lại cửu vĩ, Iruka cùng Mizuki đều ngẩn ra. Mizuki không nghĩ tới chính mình nói mấy câu dĩ nhiên để tử thần xuất hiện tại bên cạnh mình. Thế nhưng hắn đã không có cơ hội hối hận. Cửu vĩ yêu hồ vẻn vẹn dùng vẫy đuôi một cái, liền tương thủy mộc cùng Iruka đánh thành thịt vụn. Tiếp lấy cửu vĩ trực tiếp xông tới Konoha thôn bên trong tàn sát bừa bãi. 12 năm trước có đệ tứ Hokage phong ấn cửu vĩ. Sau 12 năm hôm nay, cửu vĩ xuất hiện lần nữa khiến người ta sao cảm thấy vô lực không đủ. Đang ở cửu vĩ đánh tan nát một căn phòng về sau, toàn bộ Konoha thôn xảy ra nổ lớn, mấy vạn tấm dẫn bạo phù xảy ra cường đại nổ dây chuyền. Ngoại trừ vài tên cao cấp ninja cùng đệ tam Hokage, mọi người toàn bộ chết ở nổ lớn bên trong. Cường đại bạo tạc cộng thêm cửu vĩ lực lượng thậm chí gây nên không gian khe hở, chỉ một lúc liền vì liền biến mất ở trước mắt mọi người. Cửu vĩ mặc dù ly khai, thế nhưng toàn bộ Konoha thôn lại toàn bộ bị hủy diệt. Thế nhưng những thứ này đã không liên quan Naruto chuyện. Hỗn loạn bên trong, một người lắc lắc chính mình, Naruto mở con mắt, phát hiện mình ở một gian trong căn phòng nhỏ. Nơi đây không phải là của mình gian nhà. Trong phòng của mình không có sạch sẽ như vậy, chỉ có thể nói là gian nhà, bởi vì vậy coi như không hơn là ra. Mà nhìn một chút tay của mình, tuổi của mình dường như biến trở về 6 tuổi bộ dạng. Điều này làm cho Naruto rất là hiếu kỳ, trên người mình đến cùng chuyện gì xảy ra. Đây là bên người một thanh âm nói, này, người đã tỉnh, không có sao chứ. Theo thanh âm nhìn lại, Naruto chứng kiến một cái cùng chính mình hiện tại tuổi tác không sai biệt lắm tiểu hài tử. Ăn mặc một cái ngắn quần jean cùng tê sớt, dưới chân ăn mặc một đôi dép, tả nhãn con người phía dưới hữu điều sẹo, mà hắn nhìn về phía Naruto trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Loại này cảm giác tâm không có chút nào tạp chất, đây mới thật là quan tâm, Naruto nói, không có việc gì, đúng, nơi này là nơi nào, ngươi là ai à? Người kia cười nói, nơi đây à, đây là Fusa thôn, ta là Monkey. D, Luffy, ngươi kêu ta Luffy là được rồi. Đúng, ngươi tên là gì? Naruto lo lắng thần đạo, ta gọi Uzumaki Naruto, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải hẳn là ở Konoha thôn sao? Naruto lời nói để Luffy cười nói, không cần suy nghĩ nữa, ngươi từ đâu tới đây không có ai biết, bất quá ngươi thực sự cực kỳ may mắn,
muốn không phải Sang Tuyền vừa vặn trải qua cứu ngươi, ngươi khả năng liền muốn uy cá mập. Nghe được Luffy, Naruto nói, phải không? Vậy ta còn thực sự là muốn cảm tạ hắn. Lúc này Luffy bỗng nhiên nói, đúng rồi Naruto, ngươi muốn làm đồng bạn của ta đi. Ở nơi này phu sa thôn bên trong cũng không có ai cùng ta chơi, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta chơi à? Nghe xong Luffy, Naruto sững sờ, vui vẻ nói, được à, ta vừa vặn cũng không có bằng hữu, vậy hãy để cho hai chúng ta làm tốt nhất bằng hữu đi. Cùng Luffy ngắn ngủi ở chung để Naruto phi thường hài lòng, Luffy không một chút tâm kế, hơn nữa cái này phu sa thôn bên trong mọi người xem Naruto cùng Luffy không có một là có chứa ánh mắt khinh bỉ, đều là hướng xem bằng hữu một dạng xem bọn họ, hơn nữa ở một cái trong quán rượu, một người tên là Makino lục đầu phát nữ nhân, càng đối với hai đứa bé này quan ái có thừa, để chưa từng có cảm thụ qua quan ái Naruto cảm giác nơi đây nhất định chính là thiên đường. Đột nhiên cái này một ngày, Luffy mang theo Naruto đi tới bến tàu nói, Naruto, ngươi có cái gì mộng tưởng sao? Naruto suy nghĩ một chút nói, ta nguyên lai mộng tưởng đúng vậy đến mọi người tán thành, thế nhưng giấc mộng này hiện tại đã thực hiện, bây giờ mộng tưởng ấy ư, chính là trở thành một tên không dậy nổi ninja. Ngươi ni Luffy, Luffy đứng lên hét lớn, ta muốn trở thành One Piece. One Piece, đó là cái gì? Naruto kỳ quái nói. Luffy kích động nói, chính là hải tặc bên trong vương giả a. 22 năm trước One Piece Gon D. Roger đã từng chinh phục cả phiến đại hải, là một gã vô cùng nhân vật rất giỏi, ta cũng muốn làm thượng hải tặc vương, ta muốn chinh phục toàn bộ đại hải. Nghe được Luffy, Naruto lập tức đứng lên nói, ngươi ở đây nói cái gì? Làm hải tặc, ngươi đùa gì thế? Ngươi biết, hải tặc đều là một ít đốt giết cướp đoạt không chuyện ác nào không làm đại phôi đàn. Luffy, ngươi là ta làm hảo đồng bọn, nhờ ngươi, không nên đi làm hải tặc đều là bại hoại. Nói một chút cũng không sai. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên, hai người quay đầu lại, một cái dài tóc bạc, mặc trên người một thân hải quân trang bị, tả nhãn cũng có một cái sẹo, thân hình cao lớn muốn một cái gorilla người giống vậy đứng ở phía sau, chứng kiến cái này nhân loại, Luffy lúc đó liền kéo Naruto nói, a, Naruto chạy mau. Cái này Phong lão đầu đến rồi. Cái này nhân loại không là người khác, chính là Luffy ra ra, hải quân anh hùng trung tướng Gap. Thế nhưng Luffy chạy mau nữa, nơi đó mau quá Gap, lập tức đã bị Gap nói lên. Mấy phút sau đó, đi tới Makino trong quán rượu, hướng về phía Luffy một bữa ái tâm thiết quyền, muốn Luffy làm hải quân. Thế nhưng Luffy lại dẫu có chết không theo, quyết tâm phải làm One Piece. Lúc này Gap thấy được Naruto nói, tiểu quỷ. Ngươi tên là Naruto đúng vậy, có muốn hay không theo ta đi đâu? Ta có thể đem ngươi huấn luyện thành dũng mãnh hải quân chiến sĩ. Chịu đến tất cả mọi người kính yêu, giống như ta cũng như thế nổi danh. Luffy lập tức nói, Naruto không muốn, cái này lão nhân là một kẻ điên, đã từng có thật nhiều lần hắn đem ta làm hại kém chút chết. Nghe được Luffy, Gap cả giận nói, cái gì gọi là kém chút hại chết ngươi, ta bất quá là đem ngươi ném vào ban du vực sâu. Đem ngươi trói tại khí cầu bên trên bay đến bầu trời, trong đêm tối đem ngươi ném vào hắc ám xâm lâm, ta làm đây hết thảy không phải cũng là vì đúc luyện ý chí lực của ngươi sao? Nghe được Gap, Naruto lập tức ngốc đến nơi đó, làm sao có như thế đúc luyện nhân? Lần nữa chứng kiến Gap cái kia hiền lành nụ cười nói, Naruto, quyết định sao? Có muốn hay không theo ta cùng đi đâu? Hải quân cũng đều là tiêu diệt hải tặc anh hùng a. Naruto lập tức nói a. Ta biết rồi, bất quá vẫn là trước qua một thời gian ngắn đi, ta tới khuyên nhủ Luffy, để hắn theo ta cùng đi làm hải quân, dù sao chúng ta là bằng hữu, dùng cái kia nên có thể khuyên phục hắn. Nghe xong Naruto, Gap sờ đầu hắn một cái nói, vậy làm phiền ngươi, Luffy nục ngươi một người bạn như vậy thật đúng là phúc khí của hắn, như vậy ta liền đi trước, ta còn muốn đi bắt khác hải tặc, gặp lại sau. Nói cười ha ha rời đi nơi đây, nhìn Gap ly khai. Naruto nói, nếu như làm hải quân cần chịu nhiều như vậy khủng bố sự tình, ta hảo hảo khi ta ninja đi. Nói xong xem như bị đánh vết thương chằng chịt Luffy nói, Luffy, vậy thì thật là ngươi ra ra sao? Quá kinh khủng, ở trước mặt hắn ta dường như toàn thân không có một tia bí mật. Luffy đứng lên nói, không sao, ta đã quen, ta nhất định phải làm One Piece. Chương 2, Luffy ăn trái ác quỷ. Hải tặc hai chữ một mực Naruto trong đầu xoay tròn,
nhớ kỹ trước đây nghe được đều là nói công tác tên bên trong có kẻ gian đều là phần tử xấu. Bất luận là sơn tặc, phi tặc, thổ tặc vẫn là hải tặc, từng cái AH đô thì cùng hung cực ác phần tử xấu. Loại vật này ở Naruto đại não hầu như đã thâm căn cố đế. Nhưng nhìn cái này phu sa thôn người đều là không có có chán ghét những cái này hải tặc bộ dạng. Để Naruto cảm giác mình trước đây học đồ đạc tựa hồ cũng bị lật đổ giống nhau. Đột nhiên hắn nghĩ tới rồi nhất kiện sự tình. Hắn bị người trong thôn nói là cửu vĩ yêu hồ. Mỗi người đem hắn xưng là yêu quái. Mỗi người chứng kiến hắn đều cùng chứng kiến cửu nhân giết cha giống nhau chán ghét. Thế nhưng ở nơi này địa phương, đã từng Naruto cùng Luffy nói qua mình là quái vật. Nhưng Luffy trả lời chỉ là vâng, đúng quái vật thì thế nào? Chúng ta là đồng bọn, ngươi sẽ không hại ta đúng hay không? Chúng ta là đồng bọn. Cái này nhẹ nhàng năm chữ để Naruto trong lòng cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp. Cái kia phút chốc Naruto đã đi xuống một cái quyết định. Nhất định phải để cho Luffy làm thượng hải tặc vương. Cho dù là liều lên cái mạng này của mình cũng không thể gọi là. Gặp cái kia lão kẻ điên nói hải tặc là người xấu, hải tặc chính là phần tử xấu sao? Kia lão kẻ điên lẽ nào chính là người tốt sao? Đã từng thôn bên trong nhân giáo sư phụ của mình đều là người tốt. Hokage chính là anh hùng. Nhưng kỳ thật Hokage đã cho chính mình cái gì? Lão sư đã cho chính mình cái gì? Tối đa cũng chính là một ít sinh hoạt trợ cấp. Nghĩ tới đây Naruto lập tức hạ quyết tâm. Vừa lúc đó đột nhiên mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Làm chính mình khi tỉnh lại phát hiện mình ở một cái giường như cống thoát nước địa phương. Cái này địa phương chính mình quen thuộc vừa xa lạ. Thật giống như đã tới nơi đây giống nhau. Nhưng là vừa không phải quá rõ ràng. Mấy phút về sau tự mình tiến tới đến rồi một cái lồng lớn trước mặt. Lồng lớn trên viết một cái to lớn phong tự. Thấy như vậy một màn, Naruto trong nháy mắt nhớ lại chính mình hiện tại chỗ ở vị trí, là cửu vĩ lao lung nơi đây. Một đôi to lớn con mắt đột nhiên xuất hiện tại trong lồng, cửu vĩ nói, tiểu quỷ, đã lâu không gặp. Chứng kiến cửu vĩ hồ Naruto lại càng hoảng sợ, bản năng lùi về phía sau mấy bước, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục ban sơ thần sắc nói, cửu vĩ, là ngươi người này, ngươi đem ta gọi làm cái gì? Ta thật là nhớ trước đây cùng ngươi đã nói, ta không muốn gặp lại ngươi. Cửu vĩ hừ lạnh nói, không muốn gặp lại ta, vậy ngươi còn mượn dùng lực lượng của ta, ngươi biết ở Konoha thôn chuyện gì xảy ra, ngươi mượn dùng lực lượng của ta đem Konoha thôn bị hủy, toàn bộ Konoha thôn người sống không cao hơn 30, thực sự là quá thoải mái. Biết không, đây hết thảy đều muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi ta mãi mãi cũng sẽ ở phẫn nộ nguyền rủa Konoha, hiện tại mộc cũng không có, ta cảm giác sống buông lỏng rất nhiều, thư thái rất nhiều. Naruto xoay người nói, nếu như ngươi chỉ là muốn phát cào nhàu, vậy ngươi liền phóng ta đi ra ngoài đi, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, ta còn muốn tới tìm ta đồng bọn đây. Cái này địa phương thực sự là thiên đường, ta đã từng trong mộng sự tình rốt cuộc thực hiện. Nói xong Naruto nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, mà cửu vĩ nói, vậy thì tốt, ta sẽ không vòng vo, ta cửu vĩ là ân cửu phải trả người, tuy là ngươi là mượn từ lực lượng của ta diệt hết Konoha thôn. Thế nhưng ta vẫn còn muốn báo ân. Vật này ở trên đồ đạc ta có thể giáo hội ngươi. Phải biết, cái này thế giới không nhất định so với ngươi nguyên lai thế giới an toàn. Thậm chí có một ít người thực lực không hề Hokage phía dưới. Cho nên ngươi muốn thể ấn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như có nguy hiểm lực lượng của ta tùy thời có thể cho ngươi mượn. Thế nhưng ta hy vọng ngươi cam đoan hai kiện sự tình. Không biết ngươi cảm thấy thế nào đâu. Naruto nghe xong hiếu kỳ nói, Hokage cái kia lão nhân rất mạnh sao? Còn ngươi nữa nói hai kiện sự tình là cái gì? Cửu vĩ nói, đương nhiên rất lợi hại, ngươi tuổi tác quá nhỏ, không biết ảnh cấp thực lực, nói cho ngươi biết đi, đã từng đem ta phong ấn tại thân thì ngươi chính là cái kia tên, đệ tứ mục Hokage, hắn chính là ảnh cấp, hắn có thể đủ cùng ta đối địch, ngươi có thể tưởng tượng đến khẩn cấp thực lực đi, ngươi có thể cảm giác một cái lực lượng của ta. Naruto gật đầu nói, ta biết lực lượng của ngươi, rất cường đại. Như vậy ngươi muốn ta bảo đảm hai kiện sự tình là cái gì? Cửu vĩ nói, rất đơn giản, số một, không cho ngươi chết, bởi vì ta cùng ngươi sinh mệnh là tương liên. Nếu như ngươi chết ta cũng không sống nổi. Thứ hai, chờ ngươi sau khi chết giả phía trước, cái này phong ấn nhất định sẽ không có gì uy lực, ngươi liền phóng ta đi ra, sao nhóm dạng đâu. Thành giao. Cùng cửu vĩ làm giao dịch là có nhất định nguy hiểm, thế nhưng bây giờ không có biện pháp khác. Cái này trên thế giới chỉ có mình và cửu vĩ hai cái hiểu được nhẫn thuật,
mà chính mình nhẫn thuật căn bản là ngay cả hạ nhẫn thực lực cũng không có. Tại loại này tình huống bên dưới chỉ có thể tin tưởng cửu vĩ. Nếu không chính mình liền vĩnh viễn không có cách nào làm thượng nhẫn giả. Thấy Naruto thoải mái như vậy, cửu vĩ cũng không giấu giếm, trực tiếp đem chakra phương pháp khống chế cùng phương pháp sử dụng nói cho Naruto. Naruto cũng rất nghiêm túc đang học. Vừa lúc đó cửu vĩ đột nhiên lấy ra một cái quyển trục nói, được rồi, ta chỉ gọi ngươi trụ cột đồ đạc, những thứ đồ khác liền từ phía trên này học đi. Thế nhưng vật này ngươi mang không đi ra, chỉ có thể ở nơi đây khả năng xem. Nói xong đem điều này quyển trục từ lồng sắt trong khe hở đưa ra ngoài. Chứng kiến cửu vĩ lấy ra đồ đạc, Naruto ngẩn người ra đó, thứ khác không biết, vật này hắn chính là quá quen thuộc, đây chính là phong ấn chi thư A. Trước đây chính mình mang theo cái này ở trong rừng cây, nghe được Mizuki nói mình là cửu vĩ yêu hồ, lúc đó trên người mình liền đem cửu vĩ lực lượng sử dụng ra, lúc đó phong ấn chi thư đến nơi đó chính mình căn bản cũng không biết, không nghĩ tới cư nhiên ở cửu vĩ nơi đây, thực sự là vận mệnh a. Tại chính mình trên thế giới gì đó dường như trừ quần áo ra cũng chỉ có vật này đi theo qua, mình làm mộng đều muốn khép lại hộ ngạch, đời này là không có vai diễn, bất quá mình ngược lại là may mắn không có đội cái vật kia. Đang nhẫn nhịn trên thế giới, mình bị tất cả mọi người bài xích, thế nhưng ở nơi này địa phương, mình chính là một người bình thường tiểu hài tử. Ngoại trừ nhẫn thuật, những thứ khác đều quên đi. Naruto thầm nghĩ, sau đó không lâu tỉnh lại, chứng kiến bên bờ có rất nhiều người tựa hồ đang hoan nghênh người nào giống nhau, Luffy cũng ở đó. Naruto tiến tới nhìn thoáng qua, lúc đó ngẩn người ra đó, cái này người bên trong cư nhiên vui mừng nghênh hải tặc, mà một cái mái tóc màu đỏ. Trên mặt có ba đạo vết sẹo, trên đầu mang đỉnh đầu mũ rơm nhân xuất hiện tại trên thuyền, cùng mọi người cùng nhau chào hỏi. Naruto rất là kỳ quái, vì sao người ở đây đối với hải tặc không có một chút chán ghét tâm tình, ngược lại giống như là hảo bằng hữu giống nhau. Mấy phút sau ở Makino trong tử quán, tất cả hải tặc đều ở đây vui vẻ uống rượu, ăn thịt, trò chuyện đã từng mạo hiểm, sang nhìn Naruto nói, đây chính là ta lần trước cứu tới tiểu quỷ A, nguyên lai là một cái ninja A. Thật là có ý tứ, chúng ta mặc vào nhiều người như vậy còn không có một cái ninja đây, ha ha ha. Nghe sang trêu đùa, Naruto đứng ở trên cái băng nói, các ngươi bọn người kia thật là hải tặc sao? Vì sao ta xem không ra các ngươi bọn người kia nơi đó lợi hại, các ngươi nói mạo hiểm cố sự rốt cuộc là thật là giả? Uy, sang, ngươi nếu là thật lợi hại có gan liền tiếp ta một chiêu, ta đây nhất chiêu cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Bên cạnh Luffy nghe xong hiếu kỳ nói, Naruto, ngươi có cái gì lợi hại chiêu số à? Vì sao ta chưa từng có đã nghe ngươi nói à? Nhanh lên một chút cho ta xem đi, thật muốn biết thực lực của ngươi à? Naruto lời nói làm cho cả tử quán người đều đang nhìn hắn, trước đây đi tới nơi này cái trong trấn nhỏ còn có Luffy một cái tiểu quỷ, hiện tại lại thêm một người hào ngoạn nick tiểu quỷ, bọn họ đương nhiên muốn nhìn một chút. Naruto trên tay kết liễu một cái ấn. Trong mắt hơi híp đối với sang nói, xem chiêu, nhẫn pháp, sắc dụ thuật. Phịch một tiếng, Naruto bộ dạng thay đổi, một gã lộ ra trọn vẹn mỹ nữ tóc vàng xuất hiện tại trước mắt, hướng về phía sang nhẹ nhàng một cái hôn gió, tất cả hải tặc lúc đó liền ngốc đến nơi đó, ngay cả sang trợn cả mắt lên, Naruto chứng kiến tràng cảnh này kỳ quái nói, à, sao lại không có tác dụng à, trước đây dùng một chiêu này thời điểm nhưng là chưa từng có thất bại đấy. Phốc, chỉ một lúc, hết thảy hải tặc mũi to huyết chảy ròng, thế nhưng không có nguyên hỏa ảnh bên trong Iruka khoa trương như vậy. Luffy hai mắt mạo hiểm tiểu tinh ngôi sao nói, thật là lợi hại a. Bất qua cái này một thuyền nhân rốt cuộc là kinh nghiệm xa trường, lập tức khôi phục lại, sang xoa xoa mũi nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên là trong cường giả, ngươi đơn giản là thật lợi hại, nếu như một cái kia trên thuyền hải tặc có ngươi ở đây, vậy thật là vui, ha 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 ha. Tất cả hải tặc cùng nhau chợt cười, trong lúc không có bao nhiêu có người nói, có thể đem chúng ta đoàn hải tặc nháy mắt giết người. Tiểu quỷ ngươi là người thứ nhất a, ngươi thật mạnh a. Ha ha ha, nghe những người này trêu đùa, Naruto nhướng mày, biến trở về bộ dáng lúc trước, ngồi ở chỗ kia không nói, mà Luffy thì nhớ lại vừa rồi sang, lập tức nói, sang, thẳng thắn ngươi dẫn ta ly khai, Naruto cùng ta cùng nhau gia nhập ngươi đoàn hải tặc đi. Sang cười nói, ngươi đùa gì thế, ngươi sao có thể làm hải tặc, ta đùa giỡn sao? Coi như ngươi rất biết bơi cũng không dùng. Luffy cả giận nói, ta cũng rất biết đánh lộn, ta nhưng là rất lợi hại, ta tốc độ ra quyền tựa như súng máy giống nhau.
phải không? Sang vừa ăn vừa nói. Lắp Phi cả giận nói, người này có ý tứ. Một cái bản tử, lục y mập hải tặc, không biết tên gì. Nói một cách đơn giản, Lắp Phi ngươi niên kỳ quá nhỏ. Yasop nói, đúng a, cùng nhà ta hài tử giống nhau. Lắp Phi hướng về phía hai người cả giận nói, ta không phải tiểu quỷ, ta đã trưởng thành. Nghe được Lắp Phi, Sang cầm một chén rượu cho Lắp Phi nói, được rồi, không muốn sinh khí, uống chút nước trái cây đi. Lắp Phi lập tức cầm lên uống một ngụm, mặt liền biến sắc nói, đây là rượu. Sang cười to nói, ha 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 ha, tiểu quỷ đầu chính là dễ gạt. Tiếp lấy toàn bộ đoàn hải tặc lại là một trận cười to, toàn bộ trong phòng tràn đầy Lắp Phi tức giận mắng và toàn bộ đoàn hải tặc tiếng cười. Vừa lúc đó một người phá cửa mà vào, Sơn Tặc Hy Cổ Mã đến nơi này, xảy ra One Piece đệ tứ cấp điểm một màn. Chứng kiến bọn Sơn Tặc đều rời đi, mà hải tặc nhóm đang ở tự giễu cười, Lắp Phi cả giận nói, các ngươi chả thế nào có thể cười được, các ngươi sẽ không cảm thấy mất mặt sao? Vì sao không đứng đi ra đánh lộn, coi như đối phương thực sự phi thường lợi hại, nhưng nhìn đến loại này sự tình còn có thể cười được, căn bản là không phải nam tử Hán. Cũng không xứng làm hải tặc. Sang nói, Lắp Phi, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng bất quá là bị tạt một chút xíu rượu, căn bản không có tức giận cần phải đi. Naruto đứng lên nói, người này đang nói cái gì? Bất quá là bị tạt một điểm rượu, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn bị người ném ở ven đường làm quái vật, còn là muốn bị người chém hòn sỏi, còn là muốn ở ven đường bị người nhổ đờm, xuất hiện những thứ này sự tình ngươi sẽ thế nào, đại hải tặc tiên sinh, mời nói cho ta biết. Naruto trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, trên người toát ra từng tia màu đỏ lực lượng, trong mắt thần sắc thống khổ, những cái này đều là chân chân thiết thiết, để Sang lúc đó liền ngẩn người ra đó, nhớ tới lúc đó cứu lên Naruto thời điểm, Naruto trên người hầu như đều là tổn thương. Đó là rất nặng thương rất nặng, giống như là bị bỏng quá giống nhau. Trong lúc nhất thời, Sang liền có mở ra không được cửa, bất quá nói, có chút sự tình không cần quá để ý, dù sao chúng ta là hải tặc, nếu như cái gì sự tình đều muốn để ý nói, vậy quá phiền toái, hải tặc miễn là vui vẻ là được rồi, không có gì nhiều như vậy sự tình. Ngươi nói đúng không đúng Lắp Phi, ngươi ở đây làm cái gì? Chiếu cố cùng Naruto nói. Nhưng không có chú ý tới Lắp Phi đã đem chính mình chuẩn bị bán đi trái ác quỷ nuốt vào. Tuy là muốn ngăn cản, thế nhưng toàn bộ trái ác quỷ đã bị Lắp Phi ăn cái bụng, căn bản không phun ra được, kết quả Lắp Phi biến thành một cái năng lực trái ác quỷ giả, trở thành một cái cao su người. Chương 3, Đông Hải Bá Chủ. Vài ngày sau, Naruto còn đang ngủ, chính xác nói là cùng cửu vĩ học tập nhẫn thuật, khống chế cùng với chính mình chakra, sau đó không lâu cửu vĩ nói, được rồi. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Naruto gật đầu thối lui ra khỏi nơi đây, đột nhiên nghe phía bên ngoài giường như có điểm tranh cãi ầm ĩ, lập tức chạy ra ngoài, chứng kiến toàn bộ tử quán bên trong đồ vật đều được đánh hư, cả gian phòng bên trong tìm không thấy một người. Naruto lập tức ý thức được xảy ra vấn đề, lập tức chạy ra tử quán tìm kiếm Makino, chứng kiến chu vi hầu như không có bất kỳ ai, lập tức leo lên đỉnh, từ chỗ cao chứng kiến cách đó không xa vây quanh một đám người. Mà Lắp Phi là ở chỗ này, bị một cái lần trước cái kia Sơn Tặc Hy Cổ Mã một cước đạp Lắp Phi, hơn nữa tựa hồ đang áp chế lấy trưởng thôn cùng Makino. Naruto thấy thế lập tức vọt tới, nghe được Sơn Tặc Cổ Nozomi Mã, rõ ràng là muốn đánh cướp, Lắp Phi nhân thể con tin. Nghe những người này đối thoại, Naruto thấy được một màn cả giận nói, này, người này, đem ngươi chân từ Lắp Phi trên người bắt đi. Nhìn thấy Lắp Phi bộ dạng, Naruto rất là phẫn nộ, Cổ Nozomi Mã cười nói, phải không? Dám đối với ta đây nói gì nói, ngươi là không phải nhớ ngươi cái này đồng bọn chết à? Nói ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, đem thương tay nắm cửa lôi kéo, Naruto mặc dù không biết rõ trong tay hắn cầm là vật gì, nhưng là lại cũng rõ ràng Bạch Zetsu đối với không phải hảo ngoạn đích, hơn nữa nhất định là có thể giết người đồ đạc. Vừa lúc đó một giọng nói vang lên nói, chẳng trách hôm nay không có ai ra nghênh tiếp chúng ta. Thì ra tất cả mọi người gom lại nơi đây a. Bất quá ta thấy được ta không muốn thấy một màn a hát, Naruto, lá gan của ngươi thực sự không nhỏ, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết ninja. Hy Cổ Mã chứng kiến Sang nói, hải tặc a, các ngươi làm sao còn ở chỗ này, còn không có ở chỗ này quét tước đủ. Sang cũng không có cùng Hy Cổ Mã nói, mà chỉ nói, Lắp Phi, quả đấm của ngươi không phải so với thương còn lợi hại hơn sao.
Hy cổ mã nhìn thấy sang không nhìn chính mình, nói, ta không biết các ngươi tới nơi này làm cái gì, bất quá tốt nhất thừa dịp không có thụ thương phía trước nhanh lên một chút cút. Đang đến gần, nhưng là cũng sẽ bị đánh bể đầu. Đương nhiên, cũng bao quát tên tiểu quỷ này. Hy cổ mã có ý tứ là lắp phi, thế nhưng sang cũng không thèm để ý, lắp phi đã có cao su trái cây lực lượng, viên đạn căn bản không gây thương tổn được hắn. Mà lúc này đây một gã sơn tặc đem thương đối với đến sang trên đầu, nói, gọi các ngươi không muốn đang đến gần, nếu không. Đánh liền bạo nổ đầu của ngươi. Nói xong vẻ mặt cười nhạo ý tứ, tất cả sơn tặc đều là cái dạng này. Sang khẽ cười nói, ngươi ở đây đổ mệnh. Sang một câu nói để người kia rất kỳ quái. Sang tiếp tục nói, dùng súng chỉa vào người của ta đầu nhưng là phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Nghe được sang, tên này sơn tặc rất là kỳ quái. Sang nói, người vật này hù dọa không được ta nha. Vừa lúc đó, phanh, một tiếng súng vang, cái kia Lucky Ru một thương đem cái kia sơn tặc bể đầu, mà cái kia hải tặc thật giống như làm nhất kiện vi bất túc đạo sự tình. Lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Naruto con mắt đã trực, những thứ này sơn tặc cũng từng bước đều ngẩn ra, những thứ này sơn tặc căn bản không có bản lãnh gì, chỉ là một ít sẽ khi dễ người bình thường sơn tặc. Bình thường cũng không giết người, thế nhưng hôm nay cứ như vậy, chính mình một cái đồng bọn đã bị đánh chết rồi. Những cái này sơn tặc nói, cư nhiên động thủ, thực sự quá hèn hạ. Đê tiện, Yasop kỳ quái nói, Ben Beckman nói, cái từ này quá buồn cười, người cho rằng đây là muốn mở ra di chuyển biết sao. Sang nói, đứng ở trước mặt các ngươi, nhưng là chân chính hải tặc. Nghe cho kỹ sơn tặc, coi như các ngươi nâng cốc hoặc là thức ăn nhét vào trên đầu của ta. Hoặc là đối với ta nhổ nước miếng, ta đều biết cười cười không giải quyết được gì. Bất quá, mặc kệ các ngươi có lý do gì, ta đều sẽ không tha dám đả thương bạn ta tên. Nghe được sang, cổ Nozomi mã nói, không tha cho chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là ai. Đem bọn họ giết, Ben Beckman nói, ta một người là đủ rồi. Vẻn vẹn mấy giây, tất cả sơn tặc đều ngã xuống, lần này cổ Nozomi mã con mắt đều tròn. Ben Beckman cầm thương chỉ vào hắn nói, không nên quá tự đại a hát, sơn tặc. Muốn đối phó chúng ta, chí ít kéo tới một con thuyền quân hạm. Thật là lợi hại, Naruto cùng Luffy đồng thời nói. Cổ Nozomi mã đã bắt đầu sợ, lập tức nói, đợi chút nữa, là tên tiểu quỷ này trước chọc giận ta. Nghe nói đầu của ngươi rất đáng giá tiền. Sang trực tiếp đánh liền đoạn nói, đối phó người này, sang căn bản không có dự định để hắn mạng sống. Hy cổ mã thấy tình huống biến thành như vậy, lập tức ném một cái đạn khói chạy trốn. Thấy như vậy một màn, sang bưng nhức đầu kêu lên, không xong, bởi vì ta sơ suất, Luffy bị bắt đi, làm sao bây giờ? Lucky Roo nói, thuyền trưởng, không cần lo lắng, mọi người cùng nhau tìm, rất nhanh thì có thể tìm được. Ben Beckman khẽ cười một tiếng nói, thực sự là chịu không nổi người này. Naruto kêu lên, các ngươi nhân thủ quá ít. Hãy để cho ta tới hỗ trợ đi. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Nói xong bên người xuất hiện hơn 1000 cái Naruto. Một màn này làm cho cả tóc hồng đoàn hải tặc nhân tròng mắt đều thẳng. Đây là cái gì chiêu thức? Còn có vừa rồi Naruto chỉ là động vài cái ngón tay. Lúc này, đứng ở một cái trên nóc nhà Naruto kêu lên. Này, tìm được rồi, Naruto bọn họ ở trên biển. Nghe được câu này, Sang lập tức chạy tới liền lắp phi. Mà lúc này đây sơn tặc hy cổ mã nói, ha ha, cái này không phải dễ như trở bàn tay bỏ chạy rớt sao. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến sơn tặc sẽ chạy đến trên biển. Luffy ở cái kia trong tay người không ngừng giãy giụa nói, nhanh lên một chút buông, ngươi cái này xú sơn tặc, đần sơn tặc. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đi tìm chết. Hy cổ mã nói, không phải, ngươi nói sai rồi, người chết không phải ta, mà là ngươi. Bye bye. Nói xong trực tiếp đem Luffy ném ra ngoài, Luffy tức giận nói, ghê tởm, chỉ là một rác rưởi mà thôi, ta lại một quyền cũng không có đánh tới hắn. Ghê tởm, Luffy là trái ác quỷ năng lực giả, trong nước căn bản không có nổi lên khả năng, Hy cổ ma cha hắc cười nói, ngu ngốc, ai bảo ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Ha ha ha, thế nhưng vừa lúc đó, Hy cổ mã phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cự đại đầu cá. Đây chính là Đông Hải nguy hiểm nhất, Đông Hải bá chủ xuất hiện tại này bên trong, hơn nữa rõ ràng đã là đói bụng thật lâu, đỏ ngầu cả mắt, hướng về phía hy cổ mã một ngụm liền nuốt vào, kế tiếp thấy được đang ở dãy ruộng Luffy,
trực tiếp hướng về phía Luffy bơi đi, tiếp lấy cắn một cái xuống dưới. Thế nhưng lúc này Sang vọt tới, đem Luffy cứu lại. Đông Hải bá chủ nhìn Sang ánh mắt, lập tức trong lòng xuất hiện một cỗ cảm giác sợ hãi. Sang trầm thấp thanh âm này nói, cút cho ta. Nhẹ nhàng ba chữ, để Đông Hải bá chủ dường như thấy được con cọp thỏ, trực tiếp xoay người chạy. Cứ như vậy, Sang lấy chính mình một cánh tay, cứu Luffy tính mệnh. Trước khi chia tay, Luffy nói, các ngươi phải đi sao? Ừ, chúng ta đã tại nơi đây chờ quá lâu, nên nói lời từ biệt. Có Naruto hầu ở cạnh ngươi, ngươi nên sẽ không cô đơn đi. Sang nhẹ nhàng nói, Luffy nói, phải, có Naruto ở bên cạnh ta, không có vấn đề. Ta sẽ không ở gọi ngươi mang ta, bởi vì ta quyết định ta muốn chính mình trở thành One Piece. Mang theo của chính ta đồng bọn, ta đem siêu việt các ngươi, tìm được thiên hạ đệ nhất đại bảo tàng. Ta nhất định sẽ trở thành One Piece đấy. Tuy là nói như vậy, thế nhưng Luffy vẫn là vô cùng luyến tiếc. Sang bắt cái mũ của mình nói, ta đem mũ trước gửi ở ngươi nơi đây. Cái này mũ là của ta bảo bối, hảo hảo giữ lại nha. Cái này phút chốc Luffy rốt cuộc chảy xuống trong mắt chuyển động đã lâu nước mắt. Chờ một cái, vừa lúc đó, Naruto hướng về phía Sang khom người nói, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, Luffy khả năng cũng đã chết. Ta khả năng lại sẽ hướng trước đây giống nhau. Còn có lần trước ngươi đã cứu tính mạng của ta sự tình, hết sức cảm tạ. Nghe được Naruto đích thực nói, Sang nói, Naruto, nhân sinh là muốn nhìn về phía trước, nghĩ lại mà kinh sự tình cũng không cần đang hồi tưởng. Hồi tưởng nhất định phải là đáng giá kỷ niệm sự tình, vui vẻ sự tình, trước kia sự tình tựa như cái này gió thổi trên biển giống nhau thổi đi đi. Chúng ta là bằng hữu, cứu các ngươi là phải, cùng Luffy cùng nhau cố lên nha. Vâng, Naruto cũng chảy nước mắt, hưng phấn nói. Cất cánh về sau, Sang thầm nghĩ trong lòng, luôn luôn một ngày chúng ta sẽ gặp mặt lại, khi các ngươi trở thành chân chính hải tặc thời điểm, Luffy, Naruto. 10 năm sau, Fusa thôn bên ngoài trên một chiếc thuyền nhỏ, Luffy kêu lên, Naruto, nhanh một chút, chúng ta phải ra khỏi biển. Luffy hiện tại đã là một cái cường tráng tiểu tử, mà Naruto hiện tại cũng đã biến thành một cái đẹp trai tiểu tử. Cầm một cái quyển trục đặt ở sau lưng trong túi đeo lưng nói, ta biết rồi, gấp làm gì à? Người biết mang một chút như vậy ăn, một phần vạn trên đường đã không có làm sao bây giờ. Hai người chúng ta lượng cơm ăn đều không nhỏ, phòng chừng ăn không hết đã bao lâu. Tiếp lấy một cái lắc mình nhảy tới, đối với phía sau Fusa thôn nhân đảo, các vị, gặp lại sau. Toàn bộ Fusa thôn nhân hầu như đều tới tặng, mà xa xa vài cái sơn tặc đang ở nhìn về bên này. Không lâu sau hai người lái thuyền đi ra ngoài, nhưng vừa lúc đó, cái kia ăn tươi Sang một cánh tay Đông Hải bá chủ lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lần này ra quân bất lợi a. Mới vừa rời bến lại đụng phải Đông Hải bá chủ, Naruto nhìn Luffy một cái nói, thế nào, hai chúng ta người nào động thủ cho Sang báo thủ đâu? Luffy cười nói, lão quy củ, hai người vung tay lên. Tới một lần tảng đá cây kéo bố, Luffy thắng, Naruto nói, được rồi, động thủ đi. Luffy nắm chặt quả đấm một cái, hướng về phía Đông Hải bá chủ một quyền vung đi, bá chủ biển sâu một quyền đã bị đánh chết rồi, Naruto nói, được rồi, vì tương lai One Piece. Thuyền trưởng, hạ mệnh lệnh đi. Xuất phát, Luffy huy quyền nói, chương 4, Ao Vida, thật là đói a. Ở một con thuyền gỗ nhỏ bên trên, Luffy nhàm chán nhìn bầu trời bạch vân kêu lên. Nghe những lời này, Naruto cả giận nói, ngươi còn không thấy ngại nói, chỉ ngươi chuẩn bị cái kia một thùng thức ăn đủ làm cái gì, một mình ngươi một ngày liền ăn không rồi. Còn không có mang thủy, muốn không phải ta chuẩn bị đồ đạc quá nhiều, chúng ta đã sớm chết đói. Đã 3 ngày, một chiếc thuyền lớn cũng không có chứng kiến, một tòa đảo cũng không có, ngươi thân là thuyền trưởng rời bến thời điểm cũng không mua địa đồ. Ngươi là không phải muốn hại chết ta à? Luffy lôi mình một chút mũ nói, có ích lợi gì à? Coi như mua cũng không có ai sẽ xem, ta dù sao cũng một chút cũng xem không hiểu. Nghe Luffy vô lương nói, Naruto vỗ một cái trán của mình, trong mắt chảy nước mắt nói, sớm biết ta thật hẳn là bên trên A đại ca truyền, chỉ ít hắn sẽ xem hàng hải ý đồ, sẽ không để cho ta chịu đói à? Ừ, phía trước đó là cái gì? Luffy nghe nói như thế đứng lên ấy ư, đưa đầu nhìn thoáng qua nói a, thật lớn nha,
là một cái lớn vô cùng Uzumakiya, khó trách chúng ta thuyền hội hướng bên kia đi. Nghe được Luffy, Naruto tùng một ngụm khí đạo, há, thì ra chỉ là một đại Uzumakiya. Ta còn tưởng rằng là vật gì đáng sợ a. Bất quá mấy giây về sau hai người cùng nhau kêu lên, đại Uzumaki. Không phải không thừa nhận, để hai người này cùng một chỗ là phi thường thảm, hai cái chỉ số IQ cũng không cao tên cùng một chỗ nếu có người thứ ba nhất định sẽ bị tức chết. Xa xa một cái mái tóc màu xanh lục, cầm ba cây đại đao đang dùng cơm người đột nhiên cả người run một cái, thầm nghĩ, kỳ quái a, tốt như vậy tưởng có một loại dự cảm bất tường, thật giống như ta phải có nguy hiểm phát sinh tựa như, chuyện gì xảy ra à? Được rồi, đến lúc đó rồi hãy nói, ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì sự tình a. Nói tiếp tục ăn cùng với chính mình gì đó. Mà lúc này đây, Naruto cùng Luffy đang liều mạng hoa thuyền, thế nhưng bất đắc dĩ, vòng xoáy hấp lực quá lớn, bọn họ mặc dù đang không ngừng hoa, thế nhưng chuyện vô bổ. Lúc này Luffy nói, này, Naruto, không có cách nào, trước bỏ thuyền đi. Nghe được Luffy, Naruto kỳ quái nói, bỏ thuyền, chúng ta đây làm sao chạy trốn. Luffy trực tiếp nhảy đến Naruto trên lưng, nói, cứ như vậy, Naruto, nhờ vào ngươi. Ghê tởm, ta thật muốn giết ngươi. Tuy là nói như vậy, thế nhưng Naruto vẫn là lập tức nhảy xuống thuyền, ở thủy thượng không ngừng chạy. Hiệu quả như vậy rõ ràng cho thấy so với vừa rồi thật nhiều. Tuy là đi tới chậm, thế nhưng ít nhất là phía trước vào, cũng thật thua thiệt Luffy có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Còn như thể lực vậy hoàn toàn không cần lo lắng. Hai người trải qua 10 năm nỗ lực, chạy lên thời gian một ngày cũng không nhất định sẽ mệt. Hơn nữa Naruto trong cơ thể có cửu vĩ, căn bản là có vô tận lực lượng. Chỉ là cửu vĩ lực rewind lúc rất ít khi dùng mà thôi. Chạy hơn một giờ, rốt cuộc chạy cách cái kia toàn hoa phạm vi. Naruto lúc này mới thả lỏng một hơi, không thể không nói vận khí của bọn hắn tốt, xa xa thì có một khối đá ngầm, ở phía xa còn có hai chiếc thuyền liền cùng một chỗ, trong đó một chiếc thuyền có một ít rõ ràng phá hư, mà đổi thành trên một con thuyền có một mặt hắc kỳ, mặt trên vẽ một cái khô lâu tiêu chí, hơn nữa mặt trên còn có một cái hình trái tim, rõ ràng cho thấy một con thuyền hải tặc. Nhìn thấy một màn này, hai người hưng phấn nói, thật tốt quá, rốt cuộc cứu. Naruto nói, Luffy, hiện tại hãy nhìn ngươi đó. Tiếp lấy đem Luffy từ bối biến báo. Luffy gật đầu một cái, tự tay bắt lại xa xa khối kia đá ngầm bắn ra. Hai người trực tiếp hướng xa xa trên thuyền bay đi. Naruto tùng cửa khí đạo, thật tốt quá, rốt cuộc không đến mức bị chết đói. Bất quá hắn tâm còn không có để xuống, đang ở một lần trầm xuống, nói, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi chính xác vì sao luôn là kém như vậy. Luffy nghe được Naruto lời nói kỳ quái nói, à, kém sao, ta cảm giác có thể đến trên thuyền à. Phịch một tiếng nổ, hoàn toàn chính xác đạt tới trên thuyền, thế nhưng thuyền bị đánh một cái hang. Luffy đứng lên vỗ vỗ đất trên người nói, à, thật tốt quá, được cứu, được cứu. Naruto, ngươi không có việc gì chứ? Naruto hoàng liễu hoàng thân thể nói, à, không có việc gì, chiếc thuyền này quả nhiên không sai à, đầu gỗ đều là mềm. Dường như còn TING có co giãn, cho nên không có gì sự tình. Lúc này chợt thấy chính mình mông phía dưới nằm một người nói, này, đại thúc, không thể ngủ ở chỗ này a hát, nói như vậy nhưng là sẽ cảm mạo. Bất quá được rồi, người nguyện ý ngủ là ngủ đi. Tiếp lấy hai người hướng chu vi nhìn lướt qua, chứng kiến chữ cái này cái người nằm trên đất bên ngoài có ba người, hai cái hải tặc cùng một cái mang kính mắt kỹ nữ phát tiểu cậu bé. Lúc này, hai cái hải tặc bên trong một người trong đó cầm đao hướng về phía hai người nói, hai người các ngươi tên, biết chúng ta là hải tặc, cố ý quấy rối sao? Luffy không để ý đến, chỉ là hướng cái kia kỹ nữ phát tiểu nam hài hỏi, cái bụng thật là đói, có ăn sao? Naruto lên tiếng nói, chúng ta cũng là hải tặc, đồng hành a. Đúng, các ngươi biết nơi đây nào có ăn, chúng ta đã ba ngày không có ăn cơm. Hai người nghe xong giận dữ, trực tiếp quơ đao xuống tới, kỹ nữ phát tiểu quỷ bị dọa đến nhắm lại con mắt, thế nhưng một giây đồng hồ sau đó, hai người đao đều bị xẻ, Luffy nói, hai người các ngươi cần gì phải đột nhiên xuất thủ a? Hai người nhìn Luffy cùng Naruto nói, hai người các ngươi là ai? Naruto nói, quên giới thiệu, tên ta là Uzumaki Naruto, cái này một vị là của ta thuyền trưởng Mankide. Luffy, xin chiếu cố nhiều hơn. Nghe được Naruto,
hai nhân mã bên trên kéo cùng với chính mình đồng bạn trốn. Kỹ nữ phát tiểu quỷ run rẩy nói, các ngươi nhanh lên một chút chạy trốn đi. Luffy nói, không được, ta còn đói bụng a. Naruto mũi giật giật nói, a, bên kia dường như có ăn. Luffy cũng giật giật mũi nói, thực sự a. Mặc dù không quá tình nguyện, thế nhưng một mình hắn thực sự ngăn không được hai người kia. Căn cứ hai người so với cậu còn khứu giác bén nhạy, hai nhân mã bên trên tìm được rồi một giảm vuông lương thực địa phương, không cần suy nghĩ mở ra đồ đạc mà bắt đầu đại cật đặc cật. Cái kia kỹ nữ phát tiểu quỷ làm một cái tự giới thiệu, hắn gọi Kobe, muốn khuyên Luffy cùng Naruto lập tức rời đi nơi đây, bởi vì nơi này bị Alvida thuyền hải tặc tập kích, bất quá hai người căn bản không quan tâm. Tiếp tục ăn cùng với chính mình đến từ không dễ thức ăn, tiếp lấy Kobe trần thuật chính mình trở thành Alvida thù hạ chính là nguyên nhân, còn nói chính mình không dám chạy trốn chạy, bị Luffy cười nhạo một phen, mà Naruto vỗ bụng một cái nói, rốt cuộc ăn no. Đột nhiên Kobe dường như nghĩ tới điều gì nói, Naruto tiên sinh, người mới vừa nói các ngươi cũng là hải tặc sao. Naruto gật đầu một cái nói, vâng. Luffy lúc này cũng phối hợp nói, ta là muốn trở thành One Piece người, Naruto chính là ta đồng bọn. Chúng ta cũng tăng đang tìm những đồng bọn khác. Nghe được Luffy, Kobe giật mình nói, ý của ngươi là cái kia One Piece, sở hữu toàn bộ thế giới cao nhất tài phú, danh dự, quyền lợi người, đồng thời còn lại có toàn bộ thế giới giỏi nhất đại bí bảo One Piece vì mục tiêu người khả năng sở hữu. Luffy gật gật đầu nói, không sai, ta chính là lấy vật này vì mục tiêu. Naruto lại trợ giúp ta. Kobe lập tức kích động nói, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, loại này sự tình làm sao có thể, các ngươi làm sao lại đứng ở đó cái đỉnh điểm. Đụng đụng hai tiếng, Naruto một cước thêm Luffy một quyền đánh tới Kobe trên người. Kobe bất đắc dĩ nói, các ngươi vì sao đánh ta? Không biết, chính là muốn đánh nhau ngươi. Song Hoàng thanh âm, đây là hai người kia đồng thời mở miệng nói, hai người vô cùng ăn ý. Luffy nói, không phải là không thể sự tình, chẳng qua là ta muốn cho nên phải đi làm. Đây là ta đặt lễ đính hôn một cái mục tiêu, vì cái này mục tiêu cho dù là chết cũng không có quan hệ. Naruto nói, được rồi, không sai biệt lắm, tìm chiến thuyền thuyền nhỏ đi thôi. Hy vọng bọn họ sẽ không hẹp hòi mới tốt. Ngoặc kép, Luffy lời nói dường như kích thích Kobe, để Kobe trong lòng xuất hiện phản kháng Alvida ý tưởng. Nói, ta nghĩ muốn phản kháng bọn họ, ta cũng muốn rời đi nơi này, ta không muốn lại chịu khi dễ của bọn hắn, loại này sự tình ta có thể sao? Không biết, lại là một tiếng song hoàng. Kobe lập tức T-I-N-G hung ngẩng đầu lên nói, không phải, ta nhất định phải thử xem, cùng với đồng lứa tử thụ bọn họ khi dễ, còn không bằng nỗ lực chạy đi, sau đó nắm lên Alvida tiểu thư. Không phải, là số Alvida. Vừa lúc đó, một cái quái vật lớn từ trên trời giáng xuống, một cái dáng dấp so với Akimichi Choji mập gấp bốn nữ nhân xuất hiện tại trước mắt, nói, người này, người nói muốn bắt ai vậy, Kobe. Nhìn thấy Alvida xuất hiện, Kobe mới vừa có lòng tin lập tức bị đánh đè ép xuống, chứng kiến Naruto cùng Luffy nói, hai người các ngươi chính là hải tặc, ta còn tưởng rằng có hải tặc Hunter xuất hiện, nếu là Zoro xuất hiện khả năng có hơi phiền toái. Thế nhưng hai cái này tiểu quỷ rõ ràng không được tốt lắm nha. Zoro là ai? Luffy hướng Naruto hỏi. Naruto lắc đầu nói, ta không phải tinh tường. Uy, heo mập, Zoro là ai? Nghe được Naruto, ngoại trừ Luffy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Heo mập, đây là hết thảy người mập kiêng kỵ nhất một cái từ ngữ. Nếu như ngay trước mặt của bọn họ nói ra, rõ ràng chính là muốn chết. Nhìn Alvida đích phủ đầu một gậy, hai nhân mã bên trên nhảy ra nơi đây, Luffy ở lên trên bục thời điểm trước tiên đem Kobe cũng mang theo, có trong hồ sơ trên nền, không ai là hai người nhất chiêu địch, thế nhưng lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện vô số hải tặc, Luffy thấy thế lập tức chạy trốn, Naruto thấy Luffy chạy trốn lập tức đuổi theo nói, chờ ta một cái, cùng nhau. Thế nhưng đang ở nửa đường Luffy chụp được một cây cột, cánh tay lập tức trở nên rất dài, Naruto thấy thế nói, chân thật. Chính là yêu đùa quá lố. Mà còn lại hải tặc nhìn thấy một màn này lập tức đều ngẩn ra. Luffy xoay người nói, ai cho ngươi không có. Nói xong xoay người một quyền đánh về phía này đàn hải tặc, nhất chiêu toàn miểu. Một màn này bị Alvida chứng kiến, híp con mắt nói, này, người này, là không phải ăn rồi trái ác quỷ. Luffy lôi mình một chút miệng nói,
Người nói không sai, ta là cao su người. Alvida nói, phải không? Ta trước đây ngược lại là nghe nói qua, không nghĩ tới thật tồn tại loại vật này. Bất quá các ngươi nếu là hải tặc, chỉ có hai người sao? Coi như chúng ta vẫn là cạnh tranh đối thủ a. Luffy nói, không sai, thế nhưng sớm giả hội có chính mình càng nhiều hơn đồng bọn. Thế nhưng Kobe lập tức khuyến hai người kia không nên chọc Alvida, nàng. Ngẩn người, nhớ tới Luffy lời nói, hắn là già nhất xấu nhất bà mập. Nghe được Kobe, Luffy cùng Naruto lập tức nở nụ cười, một câu nói chọc giận Alvida, Naruto nói, được rồi, lão quy củ. Một cái tảng đá kéo tự bố về sau, lần này là Naruto thắng lợi, Naruto nói, vừa già lại xấu xí bà mập, ta tới tiễn ngươi một cầu được rồi. Nói trên tay nhẹ nhàng một kết ấn, bên người nhiều hơn một cái Naruto, trong tay không ngừng tụ tập lực lượng, một viên Rasengan từ từ hình thành đạo, cái này một cầu ngươi hảo hảo hưởng dụng đi, không cần khách khí. Rasengan, Alvida động tác mặc dù nhanh, thế nhưng Naruto tốc độ căn bản không so với nàng chậm, lập tức Alvida đã bị đánh bay. Nhìn thấy một màn này, tất cả hải tặc đều ngẩn ra, vừa rồi hắn rốt cuộc làm cái gì? Vì sao Alvida sẽ đi lòng vòng bay đi, chứng kiến mặc vào cái kia một cái sâu đậm ấn ký, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Luffy nhìn thấy một màn này nói, chân thật, để người ta thuyền đều phá hủy, người một chiêu này lực phá hoại vẫn là quá lớn. Ngoặc kép, Luffy cùng Naruto hai cái siêu cấp biến thái nhân vật ở chỗ này, muốn một con thuyền nhỏ rất là đơn giản, rời đi thuyền lớn thời điểm, hai người lần đầu tiên tình cờ gặp một người nữ sinh, nữ hải tặc Nami. Nhìn thấy cô gái kia đầu tiên mắt, Naruto dường như nhớ lại kiếp trước Sakura, bất quá lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, tận lực bồi tiếp kế tiếp mục tiêu, chính mình mặc vào tên thứ ba đồng bọn Zoro, đồng thời cũng muốn đi mang Kobe đi hoàn thành giấc mộng của hắn, để hắn trở thành một danh hải quân. Chương 5, mới gặp gỡ Zoro, ở trên thuyền, bởi lần này từ chiếc thuyền kia bên trên mang theo không ít lương thực, hơn nữa Kobe sẽ câu cá. Luffy cùng Naruto lần này là sẽ không chịu đói. Hơn nữa Kobe hơi chút biết hàng hải phương hướng, có làm Nami tiềm lực. Hai người kia lần này ngược lại là yên tâm không ít, nhất là Naruto, tối thiểu không cần lo lắng bị chết đói. Bởi nghe nói Zoro thực lực rất mạnh, lần này hai người liền quyết định đem Zoro thiết định trở thành mục tiêu. Nếu như có thể mà nói liền Zoro tạo nên chính mình tặc thuyền. Bất quá Kobe thật là hết sức lo lắng, bởi vì Zoro không biết giết bao nhiêu hải tặc, thậm chí được một số người xưng là khoác da người ác ma giết người, cũng đủ để chứng minh Zoro đáng sợ. Đến rồi hải quân căn cứ về sau, hai người hết sức hưng phấn, cuối cùng đã tới cựu biệt gặp lại đại lục. Trên đường người đến người đi, Kobe nói, Luffy tiên sinh, Naruto tiên sinh, các ngươi nhất định phải cái tên kia làm đồng bọn sao. Cái tên kia nhưng là hết sức nguy hiểm a. Không biết, nếu như hắn là người tốt lời nói đã bảo hắn gia nhập vào. Luffy không thèm quan tâm nói. Naruto nói, hắn coi như làm sao có thể sợ cũng chỉ là một người ấy ư, cùng chúng ta so với không biết thực lực của hắn như thế nào, rất muốn gặp thấy cái này gọi Zoro nhân. Nghe được Naruto, toàn bộ đường phố người đều vọt đến một bên, Kobe nói, trên con đường này người tốt giống như không phải hy vọng nghe được cái tên này. Naruto nói, xem ra cái này người bên trong rất có ý tứ ấy ư, bọn họ đều thích chơi bịt mắt trốn tìm sao. Được rồi, chủ yếu chính là vì có thể tìm được cái tên kia. Nghe được Naruto, Kobe nói, người ở đây nói cái gì, nơi này chính là có một người gọi là Morgan thượng tá. Nghe được Morgan tên này, toàn bộ đường phố nhân liền giống như nghe được Zoro tên giống nhau. Điều này làm cho Kobe rất là hiếu kỳ. Không lâu sau mấy người đi tới cứ điểm cửa, Kobe đang chuẩn bị nói cái gì đó, thế nhưng hai người đã leo lên yếu tắc, đi vào trong nhìn lại nói. Ở nơi nào, cái kia ma thú ở nơi nào, tốt chờ mong a. Kobe nói, làm sao lại ở chỗ này đây? Nhất định bị giam ở trong phòng giam đi. Kobe bất đắc dĩ vừa nói, cái này cũng rất bình thường, vậy có một cái được xưng là ma thú người sẽ bị bên đường thị chúng đây, loại tình huống đó nhưng là vô cùng nguy hiểm. Bất quá xuất kỳ là, thật đúng là để hai người tìm được rồi, Kobe cũng leo lên tường nói, loại này sự tình làm sao? A, màu xanh biếc khăn đội đầu, còn có cái kia cái yếm, còn có cái ánh mắt kia, hắn chính là Roronoa Zoro. Này, mấy người các ngươi, lúc này bị trói ở đâu bên trong Zoro nói,
cực kỳ chướng mắt a, nhanh lên một chút cút ngay nơi đây. Nghe được Zoro, Kobe lập tức muốn kéo hai người kia đi, thế nhưng vừa lúc đó một cái cây thang đứng ở bên người của bọn họ, một cái tiểu cô nương từ trên cái thang leo lên, chứng kiến chu vi không ai đối với Naruto cùng Luffy làm một cái chớ lên tiếng động tác, sau đó dùng sợi dây tuột xuống, đi thẳng tới Zoro bên người. Zoro vẫn là một bộ cái gì cũng không tiết bộ dạng, bất quá chứng kiến nữ hài trong tay cơm nắm, vẫn là sửng sốt một chút, xem ra hắn đích xác đói bụng, nhưng là lại vẫn là cự tuyệt cô gái này, thậm chí muốn đem cô gái này đánh đuổi. Lúc này xa xa đại môn mở ra, một cái nhị thế tử dáng dấp, giữ lại kim sắc thiếu gia đầu người đi rồi tiến đến nói, uy uy, không muốn khi dễ tiểu hài tử a. Thật lâu không thấy ngươi, xem ra ngươi chính là rất có tinh thần a, Roronoa Zoro. Chứng kiến cái này nhân loại, Luffy nói, lại có người kỳ quái xuất hiện. Mà Naruto nói, cái nhà kia hỏa trường tốt xấu, quả thực tựa như chỉnh dung thất bại dáng vẻ a. Kobe lại yên tâm đến, thật tốt quá, cái này nhất định là hải quân. Thế nhưng tiếp đó, người này cách làm lại làm cho Kobe giật mình, bởi vì hắn đem cái kia tiểu cô nương tân tân khổ khổ làm gì đó tựa như rác rưởi giống nhau ném xuống đất, đồng thời từ trong lòng ngực xuất ra một chương công cáo nói, người không sẽ là không biết đi, trợ giúp phạm qua tội người, nhưng là phải xử tử hình, đây chính là cha ta Morgan thượng tá ban bố nha. Nghe được người kia mà nói, Kobe kỳ quái nói, hắn là Morgan thượng tá nhi tử. Đang ở giật mình thời điểm, cái kia tóc vàng người trực tiếp mệnh lệnh đưa cái này tiểu cô nương ném ra ngoài. Hải quân tướng sĩ mặc dù không quá nguyện ý, thế nhưng ở nơi này nhân uy sao phía dưới, còn không được không làm. Nhìn thấy cái kia tiểu cô nương bị ném ra, Naruto không có động thủ, bởi vì hắn biết Luffy nhất định sẽ đi cứu người. Quả nhiên, Luffy lập tức đi ra ngoài đem cái kia tiểu cô nương tiếp nhận. Thấy như vậy một màn, Kobe lập tức nói, Luffy, người không có việc gì chứ? Nhìn thấy Luffy không có việc gì, lại lập tức đi thoải mái cái kia tiểu cô nương. Thế nhưng lúc này Luffy đã không thấy, mà Zoro lúc này đang ở đối mặt với Luffy. Mấy phút sau, ở một cái trong góc phòng, mới vừa nữ hải hưng phấn nói, thực sự. Luffy gật đầu một cái nói, đúng a, hắn ăn một chút cũng không có còn lại. Mà Kobe nói, Zoro thật không có giống như trong truyền thuyết hư như vậy sao? Tiểu cô nương lập tức phản bác, không phải, đại ca ca sở dĩ sẽ bị bắt hoàn toàn là bởi vì chúng ta. Tiếp lấy tiểu cô nương liền nhớ tới ba vòng trước Zoro bị tóm lên tới nguyên nhân, nghe được lời của bé gái, Naruto nhàm chán nói, người này thật là, nếu như là lời của ta tự kiền túy đem cái tên kia giết đi cho rồi. Cái kia tiểu cô nương đang chuẩn bị phản bác Naruto. Đột nhiên nghe được bên trong phòng truyền đến đập nát cái mâm thanh âm, còn có cái kia gọi Beru đẹp bác ở trong phòng thanh âm phách lối. Đi vào trong phòng phía sau còn nghe được Beru đẹp bác nói, đúng rồi, ngược lại gần nhất buồn chán, liền đem cái kia gọi Zoro ra hỏa xử tử được rồi, mọi người nhất định phải đều đến xem nha. Nghe được câu này, Luffy cùng Naruto ánh mắt biến đổi, Luffy tiến lên trực tiếp hướng về phía Beru đẹp bác một quyền đánh tới. Một cái bắt nạt kẻ yếu tên, chứng kiến Luffy cứng như vậy cha liền run rẩy nói, ngươi lại dám đánh ta, ta nhưng là Gáp thượng tá nhi tử. Ta muốn nghĩ tới ta cha cáo trạng, ta muốn đem ngươi chỗ. Chữ chết còn không có nói ra khỏi miệng, Naruto vẫn khóc không một kinh đặt hàng đến rồi hắn mặt một bên. Naruto chậm rãi đi tới cầm lên con kia phi tiêu nói, này, người này, nói cẩn thận một chút, nếu không ngươi khả năng nói không nên lời câu nói tiếp theo. Tiếp theo cái này một chi phi tiêu bắn chúng khả năng chính là chỗ này, người nghĩ cha của ngươi cáo trạng đi thôi, hiện tại thuận tiện nói cho ngươi biết một điểm, Zoro đã là đồng bọn của chúng ta, bởi vì chúng ta đã quyết định. Thuận tiện nói cho ngươi biết một điểm, chúng ta là hải tặc. Nói xong nhẹ nhàng ở Beru đẹp bác mi tâm chỗ điểm một cái, để Beru đẹp bác sợ thiếu chút nữa tiểu trong quần, Naruto nhìn về phía Luffy nói, Luffy, đi thôi, đi hoan nghênh chúng ta mới đồng bọn. Luffy vỗ một cái mũ của mình nói, câu nào hẳn là để ta làm nói, ta nhưng là thuyền trưởng a. Đi, mấy phút sau, hai người xuất hiện tại Zoro trước mặt, Zoro chứng kiến hai người nói, lại là ngươi a, còn mới tới một vị. Hai người các ngươi muốn làm gì, làm sao rảnh rỗi như vậy a? Naruto nói, ta là Uzumaki Naruto, vị này chính là thuyền trưởng của ta Luffy, chúng ta tới đây bên trong tìm kiếm đồng bọn. Hiện tại hai chúng ta nhất trí quyết định, người chính là chúng ta mới đồng bọn.
Zoro mặt coi thường nói, đồng bọn. Cái gì đồng bọn? Luffy nói, hai chúng ta là hải tặc. Đương nhiên là muốn tìm hải tặc đồng bạn. Người nói bậy bạ gì đó, hải tặc đều là khốn kiếp. Zoro cả giận nói, ta làm sao lại khi các ngươi đồng bọn, cút ngay nơi đây, không muốn ở nơi này chướng mắt. Luffy cười nói, lúc đầu ta cũng nghĩ đến ngươi là bắt hải tặc hỗn đản, thế nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Bất quá không quan hệ, ngược lại chúng ta đã quyết định. Nghe được Luffy ngang ngược nói, Zoro một hồi căm tức nói, ai muốn coi đồng bọn của các ngươi a? Không nên tùy tiện quyết định ý nghĩ của người khác, ngươi là kiếm sĩ đi. Kiếm của ngươi đâu? Luffy bỗng nhiên nói, nghe được câu này, Zoro có điểm nhụt chí, kiếm sĩ kiếm ném coi như là một loại sỉ nhục, nói kiếm của ta bị cái kia gọi Beru đẹp bác ra hỏa cầm đi. Luffy nói, vậy, ta giúp ngươi thanh kiếm cầm về, ngươi liền làm đồng bạn của ta đi. Nói xong xoay người vừa đi, thấy như vậy một màn, Zoro thầm nghĩ, người này không phải là muốn chính mình xông hải quân căn cứ đi. Bất quá vẫn là nói, phương hướng sai rồi. Thế nhưng chỉ một lúc hắn con mắt liền trực, nói cái tên kia, không có vấn đề chứ. Naruto nói, yên tâm đi, cái tên kia nhưng là rất mạnh. Tuyệt đối không có vấn đề. Đúng, ta giúp ngươi cởi ra cái này sợi dây đem. Zoro lập tức nói, không muốn, nếu như ngươi cởi ra, cái kia người của trấn trên sẽ có nguy hiểm, miễn là có nữa. Nếu như không giải khai, ngươi ngày mai sẽ chết. Naruto không để cho Zoro nói hết lời liền trực tiếp nói, ngươi cho rằng những tên kia thực sự sẽ tuân thủ bọn họ đã nói, ngươi cũng không cần choáng váng, giống như cái loại này chỉ biết ăn uống vui đùa nhị thế tử, nơi đó sẽ tuân thủ lời của mình đã nói. Nếu như hắn hiện tại nói cho ngươi biết ngươi khả năng còn có thể cùng bọn họ có đánh cuộc lực, thế nhưng nếu như đến rồi ngày mai phỏng chừng ngươi ngay cả hôm nay lực lượng cũng không có, hơn nữa không có vũ khí, ngươi căn bản không thắng được bọn họ. Nói cầm lấy phi tiêu cắt hắn sợi dây, vừa lúc đó tay Diều Minh thẻ thượng tá xuất hiện, nói các ngươi bọn người kia phạm vào phản loạn tội ta muốn theo nếp giết các ngươi. Zoro nghe xong khinh thường nói, các ngươi bọn người kia. Ta vẫn luôn là một người chiến đấu hăng hái, không giống các ngươi bọn người kia ỷ vào quân đội khắp nơi khi dễ người. Tay Diều Minh thẻ nói, Roronoa Zoro, mặc kệ các ngươi bọn người kia mạnh bao nhiêu, tại chính thức quyền lực trước mặt, các ngươi có một dám có. Chuẩn bị mở thương, nhìn thấy một màn này, Naruto híp mắt một cái nói, các ngươi bọn người kia, thật sự cho rằng ta là xem trò vui sao. So với người đầu phải, ta xem các ngươi bọn người kia như thế nào cùng ta so với. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đụng một tiếng vang thật lớn, giữa sân xuất hiện mấy trăm Naruto nói, này, các ngươi những thứ này đói người, đến lúc đó nổ súng a. Một hơi thở đem chúng ta giải quyết hết đi, bằng không. Ta bắn phi tiêu tốc độ nhưng là rất nhanh nha. Miễn là còn dư lại một cái, ta là có thể nói các ngươi tập thể giải quyết hết nha. Nhìn thấy chiêu thức ấy, Zoro lúc đó liền ngẩn người ra đó, một cái tay có thể vô hạn đưa dài, một cái có thể trong nháy mắt biến ra khổng lồ như thế số lượng người. Hai người này là đồng bọn, hai người bọn họ tên đều là quái vật sao. Chương 6, mới xuất phát, đối mặt như vậy đông đảo Naruto. Mặc dù là cầm trong tay vũ khí hải quân sĩ binh cũng có chút không có cách nào. Vừa lúc đó Minh Thẻ Thượng Tá nói, này, các người đám ngu si này, không muốn nhắm vào cái tên kia thì tốt rồi, không đem mục tiêu nhắm ngay Roronoa Zoro. Mặc dù không biết rõ Naruto là thế nào sẽ biến thành như vậy, thế nhưng hắn nhưng cũng nghe nói qua trái ác quỷ loại vật này. Đã như vậy vậy khẳng định chỉ có một là thật, mà những thứ khác coi như là đối phó cũng là lãng phí thời gian. Thà rằng như vậy còn không bằng đem mục tiêu tập trung đến Zoro trên người, cứ như vậy có thể cam đoan Naruto nhất định sẽ đi hỗ trợ. Nói như thế nào đã một cái thượng tá, đầu óc không trắng cho đắp. Nhìn thấy một màn này, Naruto hét lớn, này, cái khiên nhanh lên một chút đi ra. Đến rồi, Luffy thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, đem đánh tới viên đạn trực tiếp bắn trở về nói, hoàn toàn vô hiệu nha. Thế nhưng động tác của hắn quá lớn. Lập tức mười mấy cái phân thân đều bị đánh bể, Naruto bản thể hướng về phía hắn nện cho một quyền nói, này, người này ngược lại là chú ý một điểm a, phân thân của ta đều bị đánh bể. Xin lỗi, không phải cẩn thận, Luffy lập tức nói xin lỗi nói, bất quá trên mặt không có một chút điểm nói xin lỗi dáng vẻ. Hoàn toàn không có một chút đại biểu dáng vẻ áy náy.
Bất quá Naruto dường như đã thành thói quen tựa như, hướng về phía Minh Thể nói, ngươi người này, ta cho là ngươi nhi tử là một người cặn bã, thế nhưng không nghĩ tới ngươi càng là một kẻ cặn bã. Đã như vậy, ngươi là hy vọng bị hai chúng ta bên trong một cái đánh bay đâu? Hay là chuẩn bị hai chúng ta đánh tới dưới nền đất đâu? Nghe Naruto phách lối nói, Morgan thượng tá trên mặt đã nổi gân xanh, bất quá trong chốc lát có chút khẩn trương. Dù sao Naruto phân thân cùng Luffy ác ma năng lực để người này có điểm kiêng kỵ, còn như Zoro thì càng là kinh ngạc nói không ra lời. Hắn cho rằng hai người này đều là quái vật, chính mình thật muốn lên thuyền giặc rồi hả? Zoro nhìn hai cái này chuẩn bị tên động thủ giật mình nói, hai người các ngươi rốt cuộc là người nào? Luffy chỉ mình một chút mũi nói, Monkey D. Luffy, lập chí muốn trở thành One Piece nam tử Hán. Naruto nói, Uzumaki Naruto, muốn trở thành cường đại nhất ninja nhân. One Piece, ninja, nghe hai cái này danh xưng, Zoro lập tức vô ngôn, hai người kia rốt cuộc là làm sao cùng tiến tới. Luffy từ thân thượng tướng ba thanh kiếm lấy xuống đưa cho Zoro nói, đây là của ngươi này đao đi, thanh kia là của ngươi. Zoro nói, ba cây đều là của ta, ta là tam đao lưu kiếm khách. Ba thanh kiếm, Naruto gãi đầu một cái nói, ngươi thật là một quái vật. Ta cũng không muốn bị ngươi người này nói như vậy. Nghe Naruto lời nói Zoro hét lớn, cùng Naruto so với, nếu như mình là quái vật, vậy hắn nhìn xong thì càng là quái vật. Tay dìu Minh Thể nhìn hai người nói, mặc kệ có nhiều người hơn nữa bị chặt đến cũng sẽ chết, nếu viên đạn vô hiệu liền cho ta lấy đao tiến lên. Nghe có thể tay dìu Minh Thể, tất cả hải quân sĩ binh trực tiếp bắt được vọt tới, Zoro đoạt lấy đao của mình trong nháy mắt ngăn cản liễu đạo, nếu như người nào đang động một cái, vậy hắn ngay lập tức sẽ chết ở dưới đao của ta. Một câu nói hết Naruto Luffy trong ánh mắt đều toát ra tiểu tinh ngôi sao nói, rất đẹp trai a. Zoro hướng về phía Naruto cùng Luffy nói, ta đáp ứng các ngươi, ta đi làm hải tặc. Nếu cùng hải quân đối nghịch, ta đây chỉ có thể làm ác đảng thành viên. Bất quá nhớ ghi ta đây câu, ta nhất định phải thực hiện của mình dã tâm. Ta muốn trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm khách, nếu như các ngươi hại ta ta không cách nào thực hiện cái này dã tâm, đến lúc đó các ngươi liền mổ bụng nghĩ tới ta bồi tội đi. Thế giới đệ nhất đại kiếm khách, không sai. One Piece đồng bọn nhất định phải quá mạnh mới có thể ít nhất. Có cái này danh xưng mới được. Luffy nói, thế nhưng Naruto lại kỳ quái nói, mổ bụng sao? Nhưng là cắt ra có biết đau hay không a? Nào có chịu đựng giống như võ sĩ giống nhau mổ bụng, bất quá nếu là đồng bạn vậy bằng lòng ngươi tốt a. Zoro cười nói, đã như vậy, ta đây coi như nổi tiếng xấu cũng muốn danh dương khắp thiên hạ. Naruto xem tướng Luffy nói, Luffy, cái kia tay cầm búa ra hỏa ta xem hắn cực kỳ chướng mắt, trước tiên đem nó giải quyết đi, để hắn xuống đất được rồi. Ý kiến hay, Luffy cười nói. Chỉ một lúc, Naruto thân ảnh biến mất ở trước mắt, tất cả Naruto phân thân trực tiếp chạy về phía Minh Thể. Morgan giải quyết có hơi phiền toái, nhưng là vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng vừa lúc đó, Luffy hét lớn, co duỗi tự nhiên cao su hỏa tiễn. Vẻn vẹn một kích, tay dìu Minh Thể trực tiếp liền bay. Mà ngay tại lúc này mới vừa biến mất Naruto một lần nữa xuất hiện tại trước mắt, đang ở tay dìu Minh Thể bầu trời kêu lên, tất sát thuật. Naruto bắn liên tục, một cước xuống phía dưới, vốn đang ở hướng trên bầu trời bay tay dìu Minh Thể trực tiếp bị đập xuống đất, trên mặt đất để lại một cái hố to. Naruto rơi xuống Luffy bên người, hai người nhẹ nhàng một đôi quyền đạo, giải quyết địch nhân thành công. Cực kỳ ăn ý phối hợp để Zoro giật mình. Mà những cái này hải quân sĩ binh dường như quên mất vốn là sợ hãi, lập tức hoan hô, tay dìu Minh Thể bằng vào chính mình so với người khác thân thể cường tráng khắp nơi khi dễ nhỏ yếu, bây giờ bị đả đảo là chúng vọng sở quy, đồng thời cũng không có ai nghĩ đến, cái này bình thường cường đại hải quân thượng tá, lại ở lúc này Zoro lập tức nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói, cái bụng thật là đói a. Tiếp đó, Naruto Luffy đem hải quân thượng tá đánh được sự tình rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ đảo. Tất cả mọi người tới quan sát cái này cứu toàn bộ đảo anh hùng. Ra lệnh vỗ bụng một cái nói, ăn rất ngon lành a, rốt cuộc là ba cái tuần lễ, không có ăn cái gì. Thế nhưng hai người các ngươi tên, vì sao đều so với ta ăn nhiều? Bởi vì ăn quá ngon, đúng không Naruto? Luffy vừa ăn vừa nói. Naruto cũng vừa ăn vừa nói, cùng người này cùng một chỗ thường thường chịu đói,
nếu như không ăn no điểm nói, sẽ rất sớm đói. Lại nói ta bởi cùng người bình thường không giống với, trong thân thể còn có một cái người kỳ quái, cho nên ta phải muốn ăn hai người phân cơm mới được, ăn nhiều một điểm lực lượng tài cao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này bên trong đồ đạc quả thực ăn ngon. Kế tiếp Zoro bên có điểm hối hận, chính mình đoàn hải tặc bên trong dĩ nhiên chỉ có ba người, mà thuyền dĩ nhiên cũng làm chỉ có một con thuyền chạy trối chết lúc dùng thuyền nhỏ, ba người làm như thế một con thuyền nhỏ thật sự là có điểm chen. Vừa lúc đó hải quân người đi tới nơi đây, đem Naruto đoàn người chuẩn bị đánh đuổi, Luffy dùng phương pháp của mình đem Kobe chảy xuống, để hắn trở thành một cái hải quân binh sĩ, tiếp lấy ba người ly khai cái kia Kojima. Bắt đầu rồi ngày sau mạo hiểm, trước khi chia tay, tất cả hải quân tướng sĩ tập thể hướng phía ba người cúi chào, ba người sau khi rời đi, hải quân bây giờ đầu lĩnh hét lớn, nghe, bởi mới vừa cái này bên trong binh sĩ hướng hải tặc cúi chào, mọi người ba ngày không cho phép ăn cơm. Vâng, tất cả hải quân tướng sĩ hét lớn, mà bên ba người lại cũng không biết, hiện tại bọn họ chỉ quan tâm kế tiếp mạo hiểm, đứng ở đầu thuyền, Luffy hét lớn, nghĩ vĩ đại tuyến đường an toàn xuất phát. Chương 7, Sơ Ngộ Bắc Ghi thuyền trưởng. Không biết qua thời gian bao lâu, Luffy nói, Naruto, còn có ăn sao? Nghe Luffy, Naruto không khí trầm lặng mà nói, nơi đó còn có ăn, ở nơi nào giải quyết rồi cái kia thượng tá về sau, ta còn chưa kịp mua sắm, ngươi tự hạ lệnh phải đi, rõ ràng là một cái đại vị vương, dĩ nhiên chỉ đem lấy như thế điểm đồ đạc, người này thuyền trưởng là thế nào làm? Ngươi không biết hiện tại trên thuyền còn có thêm một cái miệng sao? Hơn nữa về sau khẳng định còn muốn có càng nhiều. Một cái Nami cũng không có, một cái quản sổ sách cũng không có, tiếp tục như vậy sớm muộn gì phải chết đói. Vậy ngươi tại sao phải nhường hắn làm ngươi thuyền trưởng? Zoro cũng là đói không được, xem giống như Naruto nói, ta hiện tại cũng có điểm hối hận tìm hắn. One Piece trên thuyền dĩ nhiên chỉ có ba người, nói ra ai sẽ tin tưởng a? Tiền đồ một mảnh xa vời, phải làm bên trên đệ nhất đại kiếm sĩ nhân lại bị chết đói. Thực sự là mất mặt a. Luffy nói, không sao, sẽ khá hơn, miễn là dựa theo loại tình huống này, sớm giả hội đụng tới đại lục. Ân, có ăn, nghe được Luffy, Zoro cùng Naruto tinh thần lập tức nói lên nói, đó, ở nơi nào, ta tại sao không có thấy. Luffy đứng lên nói, chúng ta phải đi ăn con kia đại điều được rồi, cho các ngươi biết đạo nhất hạ chọn ta làm thuyền trưởng là cỡ nào tinh minh quyết định. Co duỗi tự nhiên. Cao Su Quyền, nhìn bay lên Luffy, Zoro vô lực nói, này, ngươi cho rằng cái kia làm sao ăn xong, còn nữa, hắn có thể đánh xuống tới sao? Naruto lắc đầu nói, không biết, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi, dù sao cái kia không phải ở trong biển, nó còn có thể để con chim kia tha đi à. Bất quá chỉ có không nghĩ tới, không có khả năng xuất hiện, Naruto giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nghe được Luffy tiếng kêu. Naruto nói, xem ra ta nói đúng, nhanh lên một chút cứu người. Nửa câu đầu là vô lực, phía sau ngay cả toàn bộ sức mạnh đều sử ra, lập tức cùng Zoro hai người cùng nhau chèo thuyền. Ở trên đường gặp ba gã người rơi xuống nước, Zoro kêu lên, chính các ngươi lên đây đi, chúng ta có việc gấp rừng không xuống. Bất quá không nghĩ tới chính là, thật đúng là lên đây. Ba người đi lên liền cướp thuyền, vài giây sau đó vẻ mặt tiểu ý nói. Thì ra ngài chính là vị kia Roronoa Zoro tiên sinh, thực sự là thất kinh a. Naruto nhìn gần mất đi thân ảnh Luffy, Naruto đứng lên nói, Zoro, ngươi tiếp tục chèo thuyền, ta sợ đi trước truy hắn, thật là một phiền toái thuyền trưởng. Nghe Luffy, Zoro kỳ quái nói, ngươi làm sao truy a, ngươi có biện pháp tăng thêm tốc độ sao? Naruto chỉ cùng với chính mình nói, không nên xem thường ninja nha. Nói xong trực tiếp nhảy xuống thuyền. Hướng đại điểu phương hướng chạy đi, chiêu thức ấy lập tức kinh động điều này trên thuyền nhỏ bốn người. Không ngừng chạy nhanh, không ngừng gia tốc, chọn sau mười mấy phút mới chỉ có rốt cuộc thấy được đại lục, lên đại lục về sau hướng về hai bên phải trái nhìn nói, là vâng, đúng trước tìm Luffy hay là trước tìm thực vật A, hay là trước tìm người đi. Ân, đi chỗ cao đi, Luffy, người đang ở đâu A, đến rồi một cái trên nóc nhà. Chứng kiến một người mặc một thân trang phục hề người, đang ở hướng một đám người phát biểu, Naruto nói, các ngươi nơi này có không có ai chứng kiến một người mặc trang phục màu đỏ, trên mặt có cái sẹo, mang đỉnh đầu mũ rơm nhân A.
Nghe được Naruto lời nói cái này, người bên trong sững sờ. Ba cái đại hán một cái nói, cái tên kia ta vừa mới nhìn thấy, ngươi là tên kia đồng bọn sao? Bác ghi thuyền trưởng, chính là người này đồng bọn trộm sự vĩ đại của chúng ta tuyến đường an toàn hàng hải ý đồ. Nghe được Naruto câu hỏi, người nọ mã thượng tướng lỗi chuyển rời đến Naruto trên người. Naruto lập tức nói, không nên nói đùa, ta là hải tặc, làm sao lại trộm đồ đâu. Chúng ta trước sau như một tác phong là trực tiếp đoạt, xưa nay sẽ không làm trộm đạo sự tình, đúng, người mới vừa nói đã gặp ta thuyền trưởng, hắn ở nơi nào a? Vừa rồi hắn bị một con đại điểu bắt đi, hại ta tìm không được hắn. Nghe được Naruto, tiểu sử Bác ghi híp một cái con mắt, từ vừa rồi Naruto thân thủ nhìn ra được thực lực của hắn không kém. Thế nhưng hắn thực sự nghĩ không ra có cái nào nhất hào hải tặc trên mặt dài lục căn tròm dâu. Nói, chúng ta bây giờ không có từng thấy, bất quá ta nghĩ biết đạo nhất dưới, ngươi là cái nào trên thuyền hải tặc người, là cái gì chức nghiệp. Naruto điểm một cái mũi của mình nói, ta là mũ rơm lắp phi còn tặc thuyền người, ta là một gã ninja. Đúng, các ngươi nơi này có ăn sao? Ta thật là đói à. Nghe xong Naruto, tất cả mọi người cho rằng Naruto là một ngu ngốc. Lúc đầu chỉ số IQ cũng không cao lắm, nhưng bác ghi tên hề lại thầm nghĩ, không phải chỉ có vĩ đại tuyến đường an toàn mới có ninja tồn tại sao? Vì sao ở Đông Hải sẽ có ninja? Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là gạt người, vì sao che giấu ninja sẽ xuất hiện tại nơi đây đâu? Vừa lúc đó, một cái tiểu lâu la vọt tới nói, bác ghi thuyền trưởng, cái kia nữ tặc đưa mình tới cửa. Nghe được người kia nói, Naruto theo cái hướng kia nhìn lại. Nói, này, Luffy, ngươi chuyện gì xảy ra a? Vì sao bị một con một nữ nhân trói lại, nữ nhân kia là ai a? Thực sự là chán ghét a. Nói từ nhẫn trong túi sách lấy ra một viên shuriken, hướng về phía Luffy liền ném tới. Luffy lập tức né tránh nói, Naruto, không muốn cưỡi dây, nàng là ta tìm Nami, không phải địch nhân. Ngươi không phải nói chúng ta mặc vào không có Nami ấy ư, ta tìm được rồi. Bất quá hắn dường như không thích hải tặc, cho nên phải trói ta một hồi mới chỉ có nguyện ý gia nhập vào, ngược lại cũng sẽ không thụ thương, vậy hãy để cho nàng trói trói cũng không còn cái gì. Phải không? Naruto cười nói, ta đây an tâm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị tóm lên tới đâu. Bất quá nàng trói ngươi tới nơi này làm cái gì? Nghe Luffy cùng Naruto đối thoại, mọi người trong lòng đều toát ra một cái ý nghĩ, hai người kia là ngu si sao? Loại này sự tình đều xem không rõ còn làm cái gì hải tặc. Naruto đối với cô gái kia nói, Nami tiểu thư, ngươi khỏe, ta gọi Uzumaki Naruto, là một gã ninja. À, đúng, lần trước tại nơi chiến thuyền heo mập dưới thuyền gặp qua ngươi, dung mạo ngươi rất giống ta trước kia một người bạn a. Đúng, ngươi tên là gì a? Nghe Naruto, Nami thầm kêu một tiếng không may, mình tại sao liền gặp được như thế hai cái ngu ngốc. Bất quá bằng của nàng đại não lập tức chung sống một cái biện pháp nói, bác ghi thuyền trưởng, ta là tới nơi đây đầu nhập vào ngươi, ta thực sự chịu không nổi trên thuyền này người, hy vọng ngươi có thể thu lưu ta, đây là hàng hải ý đồ, tin tưởng ta đi, ngươi xem ra sao. Người này trương làm không biết ta, kỳ thực hắn là biết đến. Không tin ngươi liền hỏi cái này tên, nàng gọi Nami, Luffy nói thẳng, Naruto gãi đầu một cái kỳ quái nói. Làm sao nhanh như vậy liền phản bội, thực sự là kỳ quái. Được rồi, Luffy, chúng ta đi thôi, ta hiện tại đói bụng, thân là thuyền trưởng mang ta đi tìm ăn đem. Nhanh lên một chút, nói thúc Luffy muốn chạy, thế nhưng Bác Ghi lại nói, hai người các ngươi trước chờ một chút. Nghe được Bác Ghi, Naruto kỳ quái nói, ừm, cái gì, có cái gì sự tình sao? Ta hiện tại đói bụng a. Bác Ghi nói, hôm nay ta cảm giác là lạ. Muốn phóng ra một viên bác ghi đạn pháo, các ngươi đã cũng là hải tặc vậy coi như là đồng hành, cho nên ta muốn cho các ngươi để thưởng thức một cái bác ghi đạn đại bác uy lực, rất đẹp mắt nha. Châm lửa, theo bác ghi, một viên đại pháo bị đốt, đại bác uy lực lập tức đem xa xa phòng ở nổ ngã một mảnh, tất cả hải tặc đều hết sức hưng phấn, thuyền của mình trưởng lợi hại, mình cũng có thể theo chiêm quang. Luffy nhàm chán nói, chân thật, để người ta phòng ở đều đánh hư. Ngươi thật đúng là làm cho người ta chán ghét a, mũi to. Nghe Luffy, tất cả mọi người ngẩn người ra đó, mũi to là bác ghi cấm kỵ ngôn ngữ, chỉ cần là nói câu nói này người sẽ bốn. Bác ghi nói, này, Nami, ngươi không phải chán ghét bọn họ sao?
vậy ngươi hiện tại liền chứng minh cho ta xem, dùng ta đây cự đại uy lực Bắc Ghi đại pháo đánh chết bọn họ. Nghe được Bắc Ghi, Nam Y thần tình biến đổi, nàng ghét nhất chính là hải tặc, nếu như làm nói nàng kia chính là hải tặc đồng lõa, nhưng là nếu như không làm, mình nhất định sẽ khó giữ được tánh mạng đấy. Chứng kiến Nam Y tay run rẩy, Lắp Phi nói, thế nào, không có hạ tốt lòng tin, ngươi còn không có làm xong giác ngộ sao? Naruto thì tại vừa giúp Lắp Phi cưỡi dây, Lắp Phi tiếp tục nói, cũng là bởi vì vẫn không có lòng tin, cho nên ngươi mới chỉ có vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi sợ hãi của mình. Tiếp tục như vậy, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể làm một cái tiểu thâu, giấc mộng của mình là không có khả năng thành công nha. Lòng tin, Nami nói, ngươi là nói chuẩn bị giết người lòng tin sao? Naruto nói thẳng, cái loại này lòng tin không có một chút tác dụng nào. Sát nhân mà thôi, loại này sự tình rất bình thường, địch nhân nếu như không giết chết, địch nhân kia có thể sẽ giết chết đồng bọn của mình, nếu như không muốn để cho đồng bọn của mình thụ thương, nhất định phải giết chết mình và đồng bọn địch nhân, người cần cũng chỉ có một lòng tin, làm xong tử vong chuẩn bị. Nghe Naruto, Nami lập tức ngây ngẩn cả người, vừa lúc đó một cái hải tặc trực tiếp giành lấy Nami trong tay diêm nói, không có thực lực tên nói những thứ này có ích lợi gì, đã lâu không có thưởng thức được Bắc Ghi đạn đại bác uy lực, người đã không muốn thả ra nói vậy hãy để cho ta tới. Nói xong lập tức đốt lên hỏa. Naruto cầm hào phi tiêu nói, này, Lắp Phi, chuẩn bị xong chưa? Lắp Phi nhỏ giọng nói, được rồi, chuẩn như vậy chuẩn bị tốt nha. Thì nhìn nàng có thích hợp hay không khi chúng ta Nami đi. Nami không để cho hai người thất vọng, một gậy đem cái điểm kia hỏa người đánh ngất xỉu rơi, tự tay nắm mồi lửa, đem mồi lửa lộng diệt. Tiểu Sửu Bắc Ghi mặt lập tức tối xuống nói, ghê tởm, người nữ nhân này, ta hận nhất chính là gạt ta người, bên trên, đưa cái này nữ nhân giết chết. Bắc Ghi mệnh lệnh một cái, tất cả nhân mã bên trên cầm vũ khí lên nhằm phía Nami. Lên, Lắp Phi bỗng nhiên hạ lệnh, thế nhưng vẫn không có động thủ, nhất đạo lục quang hiện lên, Zoro thân ảnh xuất hiện tại này bên trong nói, này, các ngươi ở chỗ này chơi game sao? Đến cùng có tìm được hay không thức ăn a? Làm sao còn ở chỗ này bồi những người này ở đây cùng nhau? Chương 8, cùng Bắc Ghi giao phong. Zoro xuất hiện để Naruto dị thường sinh khí, lúc đầu muốn chính mình đùa giỡn một bà khóc, thế nhưng Zoro một màn kia đích thật là soái, mình tại sao sẽ không có đẹp trai như vậy động tác? Naruto trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tràng cảnh, Zoro ở nơi nào đối mặt với cường địch đã sắp phải ngã dưới. Điều này có thể dựa vào trên người ba thanh kiếm miễn cưỡng chống đỡ. Vừa lúc đó có người đi ra hướng Zoro phát động công kích. Naruto một cái Rasengan đập về phía người kia vẻ mặt đẹp trai nói, mang theo ngươi thật đúng là phiền phức a. Một bên oai oai lấy, một bên khóe miệng để lại nước bọt, cuối cùng đặt lễ đính hôn quyết thầm nghĩ, luôn luôn một ngày, ta nhất định phải làm đến đâu sự kiện, ta nhất định phải trở thành mạnh nhất ninja, ta là cái này một con thuyền trên thuyền hải tặc người mạnh nhất. Mà Lắp Phi cũng không có lưu ý Naruto ý tưởng, nói thẳng, Zoro, ngươi tới chính là thời điểm A, đến đây đi, chúng ta tới hảo hảo dạy dỗ một chút bọn người kia. Nhất là người mũi to, Lắp Phi nhẹ nhàng ba chữ ấy ư, để Nami lập tức sợ hãi, ba chữ kia nhưng là cấm ngữ A. Mũi to ba chữ không ngừng ở Bắc Ghi vang lên bên tai, Bắc Ghi sắc mặt càng ngày càng kém, mới vừa người kia xuất hiện lập tức liền đả thương chính mình vài danh khả ái thủ hạ. Người thuyền trưởng kia còn mắng chính mình cấm ngữ, mà cái kia tự xưng ninja người, cũng dám tự tay mình thượng tướng người mang đi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn nghe được Lắp Phi, cái kia tóc xanh tên gọi Zoro, Đông Hải nổi danh tiền thưởng Hunter, đừng nói là có đầy đủ kinh nghiệm tiểu sử Bắc Ghi, coi như là thủ hạ của hắn cũng biết không thể đơn giản động thủ. Mà Nami càng là kinh ngạc, nàng biết Lắp Phi có hai người đồng bạn. Một cái tự xưng là ninja người, một người dĩ nhiên là trong truyền thuyết hải tặc Hunter Zoro, từ vừa rồi Naruto cùng Lắp Phi thân thủ đến xem, hai người kia thực lực cũng không đơn giản, tổng cộng chỉ có ba người thực lực đều là mạnh như vậy, lẽ nào lấy một con thuyền trên thuyền hải tặc nhân là so với cái kia tên còn cường đại hơn quái vật sao? Zoro xem tướng Lắp Phi Naruto nói, này, hai người các ngươi tên đang làm cái gì, nơi này có đồ chơi tốt gì sao? Nhất là ngươi Lắp Phi, đầu tiên là bị đại điểu bắt đi, tiếp lấy lại chạy tới cái này địa phương, các ngươi đến cùng muốn làm thần sao a? Nghe được Zoro, Naruto ôm bụng nói ta là tới tìm người này cùng thức ăn,
trong lúc vô ý đến nơi này, cái trấn này thực sự rất kỳ quái, bên trong không có một người. Ta lại không tốt ý tứ tùy tiện lấy đồ của người ta, cho nên đã tìm được nơi đây. Bất quá vận khí coi như không tệ, vừa vặn đụng tới cô gái này mang theo Lắp Phi đi tới nơi này, nhưng lại đem Lắp Phi trói lại, nói chỉ có như vậy nàng mới chỉ có nguyện ý làm chúng ta nam y. Lý do này thật đúng là đủ lười, thế nhưng Lắp Phi dĩ nhiên tin. Được rồi, bất kể như thế nào, hay là trước tìm được ăn rồi hãy nói. Nghe Naruto, Zoro gật đầu, liền chuẩn bị cùng Naruto Lắp Phi ly khai. Đúng lúc này tiểu sử Bắc Ghi đột nhiên mặt đen lại nói, này, các ngươi bọn người kia dường như có điểm quá không đem ta để ở trong mắt đi. Ngươi là hải tặc Hunter Zoro, vậy ngươi chắc là chuẩn bị lấy đầu của ta đi. Tiểu sử Bắc Ghi hiện tại tâm tình hết sức kém, từ chính mình tại Đông Hải thành lập Bắc Ghi đoàn hải tặc tới nay, chính mình chưa từng có thể nghiệm qua loại này bị người không nhìn cảm giác. Hôm nay bọn người kia dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần hướng mình khiêu khích, đơn giản là thật là làm cho người ta phẫn nộ rồi. Zoro vẻ mặt không quan tâm nói, ta không có hứng thú, ta đã không làm hải tặc Hunter rất lâu rồi. Đối người đầu ta không có hứng thú chút nào. Zoro nói lời này giống như là nói tiếng phổ thông giống nhau, dù sao hiện tại trên thuyền ba người không có một là tỉnh du Nick Đăng, ba người này đều có một điểm giống nhau, đó chính là cũng không biết sợ là có ý gì. Chỉ là biết đói bụng nên ăn, khát liền đổi uống nước, có hảo ngoạn nick sự tình hoặc là mạo hiểm sự tình thật hưng phấn. Đối với thứ đồ thông thường hoàn toàn không có hứng thú gì, nếu là lúc trước đối với tiểu sử Bắc Ghi đầu có lẽ có chút hứng thú, thế nhưng hiện tại một chút ý tưởng cũng không có. Tiểu sử Bắc Ghi mặt âm trầm nói, thế nhưng ta đối với ngươi nhưng thật ra vô cùng hứng thú, nếu như giết ngươi ta có thể danh dương tứ hải. Đối với danh dương tứ hải tiểu sử Bắc Ghi không có gì hứng thú quá lớn. Xác thực nói hắn là không có lá gan đó, hắn tuy là thực lực không thấp, thế nhưng thất vũ hải bên trong tùy tiện một cái đều có thể giải quyết hắn, bình thường mạnh mẽ một chút hải tặc đều không đối phó được, thế nhưng hắn cho dù ở không có bản lãnh hắn cũng có lòng tin đối phó Zoro, dù sao Zoro chỉ là một ở Đông Hải có chút danh tiếng tiền thưởng Hunter, mình làm lâu như vậy trộm cướp thực tập sinh, hơn nữa không ngắn kinh nghiệm chiến đấu, còn có trai ác quỷ năng lực, đối phó một gã kiếm sĩ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù là ở mảnh kiếm khách, hắn cũng sẽ không sợ. Zoro không có tiểu sử Bắc Ghi cao thâm như vậy kinh nghiệm, vẫn chỉ là một năm ngông cuồng vừa thôi người. Nhìn tiểu sử Bắc Ghi nói, ta khuyên ngươi không nên động thủ, nếu không sẽ không toàn mạng. Zoro hiện tại không muốn cùng tiểu sử Bắc Ghi động thủ, hắn còn tiểu sớm một chút tìm một chút ăn đồ đạc. Tiểu sử Bắc Ghi cầm mấy bả đao ở trong tay đùa bỡn nói, há, thật sao? Phải nói ngươi nghe không hiểu sao? Zoro ánh mắt biến đổi, đem chính mình bạch đao ngậm, nhìn tiểu sử Bắc Ghi chuẩn bị công kích, hắn hiện tại căn bản không có đem tiểu sử Bắc Ghi để vào mắt, dù sao đây cũng là rất bình thường sự tình tình, dù sao từ hắn xuất đạo tới nay cho tới bây giờ chưa từng bại qua, bất kể là mạnh bao nhiêu người mình cũng có thể chiến thắng. Tiểu sử Bắc Ghi coi như là ở cường giã sẽ không mạnh đến bao nhiêu, dù sao bây giờ Zoro nói hắn là một cái ếch ngồi đáy giếng cũng hoàn toàn không quá phận. Nghe hết thầy hải tặc vỗ tay tán thưởng, Naruto hô, Zoro, nỗ lực lên A, hảo hảo dạy dỗ một chút người này, không nên để cho người khác khinh thường chúng ta đoàn hải tặc nhân. Zoro khóe miệng nhẹ nhàng cười nói, được A, ta ngược lại muốn biết ngươi có như thế hiệu trưởng giọng điệu, đến cùng có vài phần thực lực. Hổ săn bắn, đối mặt xông tới tiểu sử Bắc Ghi, Zoro chỉ một chiêu đã đem hắn cắt thành ba khối, nhìn rơi xuống đất tiểu sử Bắc Ghi. Zoro miễn cưỡng nói, người này cũng thật là, chết quá nhanh đi. Lắp Phi nhàm chán nói, được rồi, xem ra trận này là chúng ta thắng. Zoro, làm phiêu sáng, chúng ta đi ăn cái gì đi thôi. Người này, cũng thực sự là quá tốn. Bất quá Naruto chung quy lại cảm giác có điểm không đúng, mới vừa tiểu sử Bắc Ghi công kích thật là quỷ dị, như vậy là tứ chi xa nhau, quả thực giống như là cố ý để Zoro chém vào, coi như là một đứa bé tất cả phải biết. Sẽ cùng địch nhân đối chiến thời điểm không thể nhảy dựng lên, nói như vậy sẽ biến thành mục tiêu sống, nếu như có thể mà nói mình là tuyệt đối sẽ không nhảy đến không trung, trừ phi dưới chân có cái gì công kích khiến chính mình phải né tránh, tiểu sử Bắc Ghi có thể làm được lớn như. Vậy một cái đoàn hải tặc thuyền hải tặc trưởng, tuyệt đối không có khả năng không biết loại này sự tình, đã như vậy vì sao lại muốn như vậy chứ? Còn có hắn thủ hạ, rõ ràng không có một chút sợ dáng vẻ. Bình thường mà nói thuyền của mình trưởng chết rồi, những thứ khác hải tặc không phải chạy trốn,
chính là hẳn là thay mình thuyền trưởng báo thù. Nghĩ tới đây luôn cảm giác tiểu sử Bắc Ghi có điểm không đúng. Thế nhưng hiện tại tiểu sử Bắc Ghi rõ ràng đã chết. Không đúng, bỗng nhiên Naruto phát hiện cái gì. Đối với Zoro nói, Zoro cẩn thận, người này không có chết. Đã muộn, tiểu sử Bắc Ghi nói. Trong tay một cây đao đâm tới Zoro trên người. Zoro lập tức ngẩn người ra đó, chứng kiến không trung nổi lơ lửng một tay. Trong tay cây đao kia đâm về phía trên người của mình. Cái này phút chốc Zoro giật mình. Bất quá hoàn hảo mới vừa nghe được Naruto lời nói chính mình kịp thời tránh ra nơi đây, không có bị đâm trúng yếu hại. Từ vừa rồi bắt đầu hắn đã cảm thấy có điểm không đúng. Hiện tại cái này phút chốc hắn rốt cuộc biết là nơi nào không được bình thường. Vừa rồi chính mình đem tiểu sử Bắc Ghi chặt thành ba khối. Nhưng Bắc Ghi tên hề trên người nhưng không có một chút xíu máu chảy ra. Điểm này liền rõ lộ vẻ thì không đúng tinh thần. Chính mình trải qua thời gian lâu như vậy chiến đấu dĩ nhiên không có phát hiện. Thực sự là thất bại a. Chứng kiến Zoro chịu đến công kích, Naruto cùng Luffy tới ngay đến Zoro bên cạnh. Tiểu sử Bắc Ghi từ từ khôi phục nguyên trạng nói, ta là tứ phân ngũ liệt người, tứ phân ngũ liệt chính là ta ăn trái ác quỷ. Ta là làm sao chém cũng chém bất tử tứ phân ngũ liệt người. Ha 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 ha, chứng kiến tiểu sử Bắc Ghi bộ dạng từ từ khôi phục, Nami giật mình nói trái ác quỷ sao. Ta vẫn cho là đó chỉ là một truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên thật tồn tại. Tứ phân ngũ liệt người, Luffy lẩm bẩm nói, người này là quái vật sao. Dường như cùng ngươi không sai biệt lắm. Naruto đỡ Zoro nói, ghê tởm, nếu như ta sẽ chữa bệnh nhẫn thuật thì tốt rồi, loại vết thương này căn bản không có cái gì quá không được đấy. Bắc Ghi, Luffy bỗng nhiên hô lớn, ta quyết định, người cái này thêm giày kết quả cuối cùng là phải bị ta đánh bay thượng thiên. Thế nhưng hiện tại cho Zoro chỉ thương quan trọng hơn, Naruto, dùng cái kia. Naruto cười gằn nói, phải không, ta biết rồi. Người này nếu không sợ bị đao chém, như vậy ta đến lúc đó thật muốn biết người này có sợ không vật này. Uy, nữ nhân kia, cần chúng ta mang theo ngươi đi sao? Nếu như không cần nói, vậy chuẩn bị rời đi nơi này đi. Nói trong tay lấy ra mấy con phi tiêu. Tiểu sử Bắc Ghi lập tức nhằm phía bên này nói, mấy người các ngươi ai cũng chạy không được. Chúng tiểu nhân, bắt hắn cho ta vây lại. Naruto trực tiếp đem mấy con ném tới tiểu sử Bắc Ghi trên người. Mặt khác mấy con ném tới những cái này Kumi kẽ gian trên người. Bắc Ghi cười nói, ta không phải đã nói sao. Nhiệm là cái gì đều đối với ta vô hiểu. Phi tiêu bắn tới tiểu sử Bắc Ghi trên người, Bắc Ghi thuận tay rút ra, thế nhưng hắn lại kỳ quái phát hiện phi tiêu trên viết một cái bạo nổ chữ, nhưng lại lửa đốt, kỳ quái nói, đây là vật gì? Một tiếng, tất cả dẫn bạo phù trực tiếp bạo tạc, thế nhưng phía trước phút chốc, Naruto, Luffy bọn họ đã thoát đi nơi đây. Chương 9, tuần thú sư Mohaji, Luffy khiêng Zoro, mà Naruto thì ôm Nami, mặc dù nói hai người kia không sai biệt lắm. Thế nhưng Naruto có một chút là Luffy thúc ngựa cũng không đuổi kịp, đó chính là đối với phái nữ tâm lý. Trong vài năm Naruto ở chỗ này chưa thấy qua mấy mỹ nữ, khi nhìn thấy Nami trong nháy mắt liền động lòng, cô gái này quá giống, bất kể là tính cách còn dáng vẻ, quả thực cùng Sakura giống nhau như đúc, nhưng là lại không có Sakura như vậy thờ ơ, chỉ biết thích Uchiha nhất tộc cái kia hai thiếu gia, mặc dù mình không ngừng muốn đuổi theo nàng. Thế nhưng kết quả cuối cùng tựa hồ cũng là rất không lý tưởng. Thời gian dài chưa thấy qua chân chính nữ hài tử, Naruto đều nhanh không biết nữ hài tử là hình dáng gì. Ra hải hậu gặp được mấy nữ nhân sĩ, một cái Alvida, thế nhưng kém chút ói ra. Một cái ở cứu Zoro lúc nhìn thấy, thế nhưng cô bé kia. Hiện tại gặp được Nami, Luffy nếu hạ lệnh mang theo Nami đi, mà hắn đã nâng lên Zoro, như vậy Naruto làm sao có thể còn đi di chuyển Zoro? Đương nhiên muốn đi di chuyển Nami, mà nếu là nữ sĩ, khiêng rõ ràng không bằng cõng, cõng rõ ràng không bằng ôm, cho nên Naruto cực kỳ tự giác lựa chọn ôm, thuận tiện chạm niềm tiện nghi, không thể không nói ở nơi này phương diện, Luffy là tuyệt đối không sánh bằng Naruto đấy. Tuy là Nami đang giãy giụa, thế nhưng Naruto lực lượng nơi đó là nàng có thể tránh thoát, ngược lại bởi vì hắn giãy giụa, để Naruto cảm giác càng thêm hưng phấn. Không thể không nói Naruto cũng là cực kỳ thô bỉ. Nami lần này thực sự phẫn nộ rồi, chính mình lại bị một cái hải tặc ôm, đây quả thực là sỉ nhục, bất quá coi như chính mình lại bị một cái hải tặc cứu, hơn nữa còn là phía trước chính mình đã lừa gạt hải tặc, nghĩ tới đây giãy giụa sẽ không có kịch liệt như vậy. Mấy phút về sau,
mấy người đi tới một cái địa phương, Naruto lúc này mới buông xuống Nami đi xem Zoro thương thế. Mặc dù là hắn ở háo sắc, thế nhưng tại chính mình đồng bọn thụ thương lúc, hắn cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào mỹ nữ, dù sao hắn không phải mê gái. Zoro thương thế, bởi mới vừa run run một hồi, dường như so với mới vừa tổn thương còn nặng hơn, bất quá cái này rất bình thường, Luffy làm việc hạng nhất không đầu không đuôi, bởi mãnh liệt run run, hơn nữa là gánh tại trên vai, cho nên vết thương trên người liền nứt ra rồi. Naruto mặc dù sẽ không dùng nhẫn thuật trị liệu, thế nhưng khẩn cấp cứu trị hắn vẫn sẽ làm một cái băng bó đơn giản về sau nói, ừ, như vậy thì không có vấn đề, chờ một hồi tìm một bác sĩ trị liệu một cái hẳn là được rồi. Dù sao thương thế không nặng, vậy cũng sẽ không quá đắt. Ngươi nói là a, Luffy, ngươi ở đây cần gì phải? Naruto ngươi xem a, Luffy ở một bên ngồi chồm hổm dưới đất nhìn một con tiểu cẩu làm mặt quỷ nói. Ngươi xem một chút con chó này, căn bản ngay cả động cũng bất động, có phải hay không là một con chó chết ga? Nghe Luffy, Naruto không khỏi đại hãn, thét lên, này, Zoro trước tiên ở bị thương, ngươi cư nhiên ở bên kia chơi cẩu, ngươi biết như vậy sẽ gặp báo ứng. Không biết tại sao, danh nhân nói lúc này đây linh như vậy, mới nói xong, con chó kia một ngụm muốn đến Luffy trên mặt, nhưng bởi Luffy là cao su người, loại trình độ này cắn xé căn bản không có hiệu quả. Naruto không lời nói, người này, ta đều nói sẽ có báo ứng. Nhanh lên một chút mang Zoro đi xem bác sĩ đi, chờ một hồi còn muốn đi giáo huấn cái kia bác ghi. Cũng dám thương tổn Zoro, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ hắn. Bất quá Zoro công kích đối với hắn vô hiệu, chờ một hồi hay là ta lên đi. Zoro đi xem bác sĩ đi. Không cần, Zoro chậm rãi đứng lên nói, loại trình độ này tổn thương. Miễn là ngủ một giấc thì tốt rồi, căn bản không cần dùng tiền tìm bác sĩ, lại nói trên người ngươi có tiền không? Không có, Naruto rất dứt khoát mà nói, vậy ngươi phải đi nghỉ ngơi đi, ta đi trước tìm một chút ăn, Luffy, không nên náo loạn nữa, ngươi chẳng lẽ không đói không? Ta nhưng là đã đói bụng đến phải chịu không nổi, nhanh lên một chút tìm một chút ăn, ngươi có tiền không? Ta đã không có. Luffy thật vất vả tránh thoát con chó này, lập tức đi ngay phản kích. Cắn con chó này cổ bắt đầu rồi phản kích, nghe được Naruto lời nói mới nhớ tới chỉ có chính mình ăn cơm, nói, không cần tiền, hiện tại tất cả thôn dân đều rời đi thôn này, tùy tiện vào một người trong nhà có thể tìm được ăn. Phải nhanh lên một chút a hát, nếu cái kia mũi to dám động thủ, như vậy chúng ta sẽ muốn cho hắn cùng nhiều phản kích. Lúc này đứng ở một bên Nami bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một cái, các ngươi đã muốn báo thù, vừa rồi tại sao còn muốn ly khai. Các ngươi biết, vừa mới cái kia tiểu sử bác ghi được người gọi là bất tử thuyền trưởng, không liên quan bị tổn thương gì cũng có thể vô hiệu biến hóa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tóm được hắn. Còn có hắn mới vừa lực lượng, các ngươi lại vẫn muốn đi gặp hắn chiến đấu. Các ngươi là không phải điên rồi, nếu muốn chiến đấu, làm như vậy nha còn muốn chạy trốn a. Đối với cái này mấy người, cái kia không có triệt để hết chỗ nói rồi, những thứ này hải tặc làm sao kỳ quái như thế. Hải tặc không phải đều hẳn là giống như ác long tên kia giống nhau sao? Luffy nói, há, Nami, ngươi còn ở nơi này à? An tâm đi, mặc kệ đối phương là người nào, ta đều có thể đem cái tên kia đánh bay. Nếu như hắn thực sự rất mạnh, như vậy thì cùng Naruto cùng nhau đem cái tên kia đánh tới trong lòng đất. Bất qua đối phương là ai, miễn là hắn bị thương hại đồng bạn của ta, như vậy thì không có khả năng để hắn sống khá giả. Vừa nói vừa gõ vài cái trong tay mình con chó kia đầu. Vừa lúc đó, một cái bạch phát mang mắt kiếng lão đầu đi tới nơi này nói, các người bọn người kia, không muốn khi dễ châu châu. Nghe người kia mà nói, Naruto xoay người nói, chúng ta có khi dễ, ta muốn đi tìm thức ăn đi rồi. Nói xoay người ly khai, mà Luffy thì kỳ quái đến, châu châu, người nói là con chó này sao? Nói đem con chó kia buông, đả cầu là muốn xem chủ nhân. Chủ nhân nếu như không muốn, như vậy thì không thể tùy tiện động thủ, nếu không liền có vẻ không lễ phép, chính mình nhưng là một cái lễ phép người. Naruto khóa được một gian tương đối lớn phòng ở, gian kia phòng ở có cái gì ăn có khả năng cao, hơn nữa Naruto còn từ bên trong nghe thấy được có hương vị. Bên kia, cái kia tóc trắng người giới thiệu thân phận của mình, chính là cái này chấn trường, cũng nói châu châu cố sự, châu châu sở dĩ không muốn ly khai tiệm này đi tị nạn. Không phải là bởi vì đang mong đợi chủ nhân trở về,
mà là bởi vì, này tiệm là của hắn bảo bối. Nghe được bảo bối cái từ này, để lắp phi vang lên trên đầu mình cái này đỉnh mũ rơm, nếu như muốn thực sự nói bảo bối nói, như vậy cái này đỉnh mũ rơm chính là mình bảo bối. Bất quá vừa lúc đó, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên, tên kia trấn trưởng đột nhiên kích động nói, không xong, loại tình huống này, nhất định là tuần thú sư Mohaji. Nhanh lên một chút chạy, nghe được trấn trưởng nói, Nami mặc dù không biết rõ lúc chuyện gì xảy ra, nhưng là lại cũng minh bạch nhất định là có nguy hiểm người, lập tức cùng cái kia trấn trưởng núp vào, không nói khác, chính là chỗ này vẻn vẹn bước đi đều có thể nhường đất chấn lực lượng cũng đủ để cho người sợ hãi. Bất quá Lắp Phi lại kỳ quái nói, cái này rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ có cái gì tên tới sao? Vì sao bọn người kia đều trốn, chẳng lẽ có chuyện phiền toái gì sao? Vừa lúc đó, một con lớn vô cùng sư tử xuất hiện tại Lắp Phi trước mặt, con này sư tử mặc dù lớn, thế nhưng đối Lắp Phi mà nói căn bản không tính là cái gì, Đông Hải bá chủ là người này mười mấy lần, cũng bất quá chính là một quyền vấn đề, cái này sư tử căn bản là không tính là cái gì. Đã từng chính mình khi còn bé cũng không biết giải quyết rồi bao nhiêu giống như lớn như vậy dã thú. Nhìn Lắp Phi, Mohaji nói, ô, đồng bạn của ngươi đều trốn, chỉ còn lại có ngươi một cái a. Bất quá ta đối với ngươi người này không có hứng thú, Roronoa Zoro ở đâu? Không được, Lắp Phi nói thẳng, bây giờ Zoro đang nghỉ ngơi, nếu để cho hắn quấy rầy cái kia Zoro không phải không cách nào nghỉ khỏe, mặc dù là Zoro không có thụ thương. Lắp Phi cũng không nguyện ý ở khác nhân dưới sự uy hiếp nói ra, hơn nữa để cho hắn khó chịu là, người này uy hiếp tiểu tử của mình có thể nói là rác rưởi tới cực điểm, người như thế nhất định chính là cho hải tặc loại nghề nghiệp này bôi đen. Thế nhưng vừa lúc đó, Mohaji bỗng nhiên nói, động thủ, Nis. Con kia sư tử lập tức phất tay đem Lắp Phi đánh bay. Không phải Lắp Phi tốc độ quá chậm, chỉ là trong chốc lát không có phản ứng kịp. Phía trước dã thu hướng hắn phát động công kích đều cũng có chuẩn bị, thế nhưng lúc này đây cũng là đột nhiên làm khó dễ, cho nên không có phản ứng kịp, dù sao cũng là lần đầu tiên cùng người giao thủ, hơn nữa đối phương còn không phải cái loại này cứng nhắc kỵ sĩ hình công kích loại hình, cùng Morgan hoàn toàn khác nhau, thiếu khuyết phòng bị phía dưới, Lắp Phi liền trúng chiêu. Chương 10, Naruto lời nói, không thể không nói đây chỉ là tự không có uổng phí đã lớn như vậy vóc dáng. Cái kia một móng vuốt lực lượng cũng là không nhỏ, Lắp Phi bay thẳng lên, thế nhưng so sánh với lần trước Đông Hải bá chủ phi khoảng cách còn kém quá xa, bất quá bay xa mấy chục mét, đụng hư nhất kiện phòng ở mà thôi, bất quá thật không may chính là Naruto sẽ ở đó phòng tổng đang ăn cơm, Lắp Phi kỳ quái nhìn thiên đạo a, kỳ quái, rơi cũng không phải rất đau a. Bất quá lúc này đây nhưng thật ra vô cùng kích thích, bất quá thật là không có có nghĩ đến, cái tên đó tốc độ thật nhanh a, kỳ quái. Cái này mặt đất tại sao dường như là mềm a? Người tên hỗn đàn này. Naruto chậm rãi đứng lên nói, người này làm sao có thể té rất đau, người này làm hại ta kém chút đem mới vừa cái kia ăn được cái bụng bên trong đồ đạc đè ra tới. Rõ ràng ngươi coi như ngã xuống cũng không có quan hệ, cần gì phải còn muốn cho ta cho ngươi ứng tiền trước. Naruto triệt để nổi giận, tìm vui mấy gian nhà mới tìm được thức ăn, mới vừa ăn cái bụng đã bị đập. Lẽ nào làm chuyện xấu thực sự sẽ có ác báo sao? Hoàn hảo chính mình tốc độ ăn rất nhanh, nếu không thực sự đã bị ói ra, Lắp Phi vẻ mặt vô tội nói, không có cách nào a, là con kia sư tử ra tay. Cách đó không xa Nami cùng trấn trường đã xem ngây người, loại này tình huống bên dưới trùng kích chèn ép, hai người này cơ nhiên có thể cùng người không có sao giống nhau, lẽ nào hai người này đều là quái vật sao? Thế nhưng Nami đích xác không có đoán sai. Hai người này hoàn toàn chính xác xem như là quái vật, một cái năng lực trái ác quỷ giả, một cái Jinchuriki, Naruto đứng lên nói, sư tử, một con sư tử có thể có bao lớn, có Đông Hải bá chủ cái đầu lớn sao? Nếu như có ta đã sớm thấy được, người này lại bị một con sư tử đánh bay, quá mất mặt, ta muốn đem con kia sư tử lột ra thịt quay ăn. Lắp Phi vẻ mặt cười láo lĩnh nói, há, đúng vậy, chúng ta dường như còn không có ăn xong sư tử thịt, hảo. Lát nữa ăn tươi con kia sư tử đi. Nhìn hai cái thứ không sợ chết tiếp tục hướng Mohaji nơi đó đi về phía trước. Cái này trấn trường đơn giản là ngốc ở nơi đó. Con kia sư tử Nis lực lượng bao lớn là một người cũng có thể thấy được, mà hai người dĩ nhiên hoàn toàn không để bụng. Bất quá Nami nhưng ở giật mình một chuyện khác, Đông Hải bá chủ, vừa rồi Naruto nhắc tới Đông Hải bá chủ, chẳng lẽ nói bọn họ không sợ Đông Hải bá chủ?
còn là nói, mặc kệ cái khác, trước muốn nhìn tình huống của bọn họ, bất quá nàng lại ngẩn người ra đó. Bởi ngắn ngủi này thời gian, Nice đã đem châu châu bảo vật, cái kia một nhà cửa hàng thú cưng triệt để hủy diệt rồi. Toàn bộ phòng ở đều ở đây trong biển lửa mà một bên châu châu ở nơi nào bi thương chu lên. Hình như là đang tự trách, tiệm này là của mình chủ nhân bảo bối, cũng là bảo bối của mình. Chính mình duy nhất cần bảo vệ đồ đạc, hiện tại vật này lại bị hủy diệt rồi. Chính mình thời gian dài nỗ lực, chính mình chủ nhân tín nhiệm, hoàn toàn cũng không có ý nghĩa. Chính mình chủ nhân xưa nay sẽ không trách cứ chính mình, là trên thế giới tốt nhất chủ nhân. Nhớ tới một màn kia màn, châu châu so với trong tiếng tràn đầy bi thương. Mặc dù không biết rõ châu châu tại sao phải như vậy bi thương, thế nhưng Naruto cũng hiểu được một điểm, nó hiện tại rất khó chịu, cùng ban đầu chính mình giống nhau như đúc. Luffy lẩm bẩm nói, tiệm này, đúng vậy a bảo bối. Hai người con mắt đã đen, đã phẫn nộ rồi, Naruto nói, nếu là sư tử, phải có người khống chế nó đi. Nhất đối nhất, người đối với sư tử, ta đối với người. Ta hiện tại không muốn ăn con kia sư tử. Ta muốn để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ loại đau khổ này, bọn họ không có chết tư cách. A, Luffy lên tiếng nói, như vậy thì đánh nhanh thắng nhanh tốt, đi thôi. Cách đó không xa Mohaji đang tìm lấy Roronoa Zoro, hắn hiện tại lớn nhất ý tưởng chính là giết chết Zoro. Chỉ cần giết chết Zoro, danh tiếng của mình sẽ đại chấn, thuyền của mình trưởng cũng nhất định sẽ hết sức vui vẻ, đến lúc đó không thể thiếu chính mình chỗ tốt, e rằng về sau mình cũng có thể giống như thuyền trưởng giống nhau. Trở thành một danh cách số tiền truy nã hải tặc, thuyền trưởng tiền truy nã nhưng là 1.500 vạn. Chính mình chỉ cần giết Roronoa Zoro, vậy mình chỉ cũng sẽ có 1.000 vạn. Đến lúc đó Kabaji đều không có tư cách nói mình cũng là cao ngạch đối tượng truy nã. Đang ở Mohaji YY thời điểm, đột nhiên thấy được Naruto cùng Luffy hai người bóng người. Kỳ quái nói, đội nón cỏ, ngươi còn chưa có chết à, thực sự là bất khả tư nghị, ngươi lại còn có thể còn sống. Cái kia tóc vàng, người ở đây vừa lúc, nói cho ta biết Roronoa Zoro ở nơi nào, lời nói ra ta có thể bảo đảm không giết ngươi, nếu không ngươi sẽ cùng cái này kích hoạt giống nhau hậu quả, Nice, đem cái kia đội nón cỏ đầu cho ta cắn. Nhận được mệnh lệnh, lập tức liền nhằm phía Luffy. Luffy hoàn toàn không thèm để ý, đưa tay duỗi phía sau hơn 10 mét, nói co duỗi tự nhiên, cao su quyền. Một quyền, Nice liền trực tiếp bay đi. Nhìn thấy vừa rồi Luffy một kích kia, Mohaji triệt để choáng váng, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, cái này tầm thường người dĩ nhiên cùng mình thuyền trưởng giống nhau là trái ác quỷ năng lực giả, lập tức nói, thật xin lỗi, lời nói mới rồi ta xin lỗi, là lỗi của ta, tha thứ ta đi. Mà Naruto, coi như không phải năng lực trái ác quỷ giả, như vậy nếu cùng Luffy cùng một chỗ, xem ra không phải tiểu đệ, thực lực nhất định cũng sẽ không kém. Ngoặc kép. Không cần phải, Naruto phất phất tay nói, người đã thấy kia cái tiểu gia hỏa bảo bối hủy diệt rồi, nói xin lỗi không cần nói, bởi vì ta muốn cho người vĩnh viễn nhớ kỹ loại đau khổ này, để cho người biết ninja đáng sợ. Phong độn, thú sóng trăm liệt trường, vô số phong chi lợi nhận trực tiếp đánh úp về phía Mohaji, nhất chiêu đi qua, Mohaji sẽ không tỉnh nhân sự, Luffy cầm lấy trên đất một bao thức ăn cho chó nói, đều là không khỏi đánh phế vật. Chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, nhất định chính là hải tặc bên trong bại hoại a. Đi thôi, mới vừa chiến đấu, Nami nhìn từ đằng xa đến rồi, đơn giản là thật là đáng sợ, vừa rồi rõ ràng là cường đại như vậy, nguy hiểm như vậy sư tử cùng người, thế nhưng tại bọn họ hai người thủ hạ thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có, hai người này đều là quái vật sao. Nếu như hai người bọn họ có thể giúp nói, mình là không phải có thể dựa vào bọn họ giúp mình giải quyết hết. Không phải, bọn họ là hải tặc đều là khốn kiếp, mặc dù là có mạnh đi nữa thực lực, cũng sẽ không trợ giúp người khác, nếu như muốn đạt được trợ giúp của bọn hắn, chính mình nhất định phải gia nhập vào bọn họ. Để cho mình làm hải tặc, mình tuyệt đối làm không được. Thế nhưng chỉ một lúc, nàng phát hiện hắn tư tưởng bị đánh vỡ, Luffy đi tới con kia con chó nhỏ bên người, đem thức ăn cho chó bỏ trên đất giao cho hắn nói, không có khác, con cướp được cái này một bao. Những thứ khác đều bị cái tên kia ăn sạch, thật là, cái tên đó lượng cơm ăn thực sự là không nhỏ. Naruto ngồi xuống bên kia nói, người đã tận lực, không cần phải nữa tự trách, cũng may bây giờ còn có một điểm đáng giá lưu niệm đồ đạc, đem điều này đồ đạc hảo hảo bảo vệ cẩn thận đi. Người chủ nhân nhất định sẽ tha thứ cho ngươi,
có vật này phỏng chừng so với người thủ hộ lớn như vậy một cái tiệm dễ dàng hơn. Hảo hảo bảo vệ hắn đi, hiện tại hắn là người tốt nhất bảo vật. Phần tử xấu chúng ta đã giáo huấn qua, người yên tâm đi, trên người ngươi thống khổ, chúng ta đã để bọn họ là bị thể nghiệm được. Nhìn hai người đưa mắt nhìn Châu Châu ly khai, hai người kia sở dĩ đi tìm người kia, không phải là bởi vì muốn báo thù, không phải là bởi vì cảm giác bị đánh thật mất mặt, chỉ là muốn thay con kia tiểu cầu cầm lại thứ thuộc về hắn, tận lực để hắn lưu lại một chút xíu hồi ức, những người này thật là hải tặc sao? Hải tặc tại sao phải làm loại sự tình này đâu? Bọn họ không phải con hẳn là thích tiền cùng vàng bạc châu báu sao? Châu Châu kêu vài tiếng, mang cùng với chính mình gì đó ly khai, lúc này đây trấn trường cũng không ngồi yên nữa. Ngay cả một con tiểu cầu cũng dám vì mình bảo vật cùng cường đại sư tử chiến đấu. Chính mình thân là trưởng của một trấn, thậm chí ngay cả đối mặt địch nhân dũng khí cũng không có. Cái này phút chốc hắn rốt cuộc không đếm xỉa đến, muốn đi hướng tiểu sử Bắc ghi chiến đấu, bảo vệ được cái trấn này, bất quá rõ ràng đã có điểm chậm. Mô Hát Di thụ thương đã để Bắc ghi đã biết, nhìn Mô Hát Di vết thương trên người, Bắc ghi bản năng liền cho rằng đây là vết đao, dù sao thú sóng trăm liệt trường cùng vết đao làm ra vết thương không sai biệt lắm. Bắc ghi lập tức hạ lệnh, đem chọn cái thôn trấn đánh nát, giết chết bọn họ. Một phát Bắc ghi đạn pháo phát sinh, rất nhiều phòng ở trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn cặn, lập tức, trấn trường tâm lạnh thấu, cái trấn này là hắn cùng hết thảy thôn dân bảo bối. Trước đây nơi đây chỉ là một vắng lặng thổ địa, là hắn cùng hết thảy thôn dân dụng vất vả cực nhọc cùng mồ hôi đúc mới chỉ có biến thành bây giờ cái này phồn vinh thôn trấn. Thế nhưng, nghĩ vậy trấn trường lập tức lấy ra vũ khí, nhằm phía tiểu sửu Bắc ghi. Bất quá lúc này Lắp Phi phát hiện một việc, những cái này bị hủy diệt trong nhà, có một gian là Zoro gian nhà, lập tức kêu lên, Zoro ngươi không sao chứ, sẽ không chết đi. Mà ở bỏ hoang trong nhà, Zoro thanh âm vang lên nói, thật là, bên ngoài làm sao như thế ẩm ý a, ngay cả một thấy đều ngủ không được. Zoro việc ngủ đó là không người có thể địch, miễn là hắn đang ngủ coi như là ở ồn ào sự tình cũng không khả năng mới gọi hắn thức dậy. Duy nhất một lần đó chính là Usopp ở tàu ma bên trên kêu một tiếng có kiếm khách tới, khả năng cho hắn đánh thức, nếu không coi như là xảy ra địa chấn hắn đều không nhất định hồi tỉnh. Bởi vậy có thể nhìn ra được Bắc ghi đạn đại bác tiếng vang bao lớn, thế nhưng rõ ràng cho thấy chỉ có tiếng sấm không có hạt mưa, khổng lồ như thế tướng thanh đạn pháo ngay cả một người đều tạc bất tử. Nhìn thấy Zoro không có chết, bên này hai người liền yên tâm. Zoro xem tướng xa xa rời đi trấn trường nói, cái kia lão đầu muốn chết. Rõ ràng đều lấy bó lớn tuổi, vẫn như thế không chịu nhận mình già. Thật là một khả ái đại thúc a. Naruto cười nói, vì mình bảo vệ đồ đạc, không tiếc liều mạng rơi tính mệnh cũng muốn đi nỗ lực. Người như vậy, hãy để cho hắn còn sống đi. Người cứ nói đi, Luffy. Luffy nhẹ nhàng khoan khoái cười nói, như vậy, đi cứu ra cái kia đại thúc đi. Không nên để cho hắn chết rơi là được rồi. Các ngươi đã cũng không muốn hắn chết. Zoro nịt lên chính mình lục sắc khăn đội đầu, trong ánh mắt toát ra chiến ý hừng hực. Nói, vừa rồi một kiếm kia thù, lần này nhất định phải báo. Nami hết chỗ nói rồi, mấy tên này nhất định là kẻ điên, nếu như không phải vậy nhất định là kẻ ngu si. Tại sao phải có như vậy hải tặc, lẽ nào hải tặc bên trong cũng có tránh nghĩa tồn tại sao? Bất quá đúng lúc này Naruto đi tới Nami trước người, nói cái kia, ngươi là gọi Nami đúng vậy. Ngươi là thu nạp tới Nami đi, ta tự giới thiệu mình một chút, tên của ta là Uzumaki Naruto. Cái kia, nói khuôn mặt có hơi hồng, bất quá mấy giây về sau lại nói, ngươi có thể cùng ta gặp gỡ sao?